20 thùng. Bà chị ơi. Bà chị ơi. Chú này trông nông quen quen đấy nhở? Em Mạn đây. Tản Mạn đây. À, chú Mạn. Ôi dồi ôi, lâu không gặp. Chú phong độ quá, tôi không nhận ra. Bà chị cứ nói quá. Thôi, bà chị cho em xin cốc nước đi. Em còn về ăn dỗ vậy. Đấy, nói mới nhớ nhá. Lát ông nhà tôi cũng sang bên đó đấy. Lâu không gặp, khéo lại có khối chuyện để buồn đấy chú ạ. Úi giời ơi. Thế thì tí nữa bà chị đừng có mà gọi túm đầu ông ba về sớm ấy nhá. Tôi cấm thế nào được. Nhưng mà nói gì thì nói, chú uống vừa thôi, không say giờ lấy lại khổ đấy. Chị cứ yên tâm. Mà cái sữa Ba Vì ấy, dạo này nhìn nó khác thế hả chị? À, sữa mới đổi tên thành lót Ba Vì để chống hàng giả đấy. Ngày xưa ấy, hãng đăng ký tên Ba Vì đầu tiên. Thế mà bây giờ khắp nơi người ta lấy tên y xì như thế, người ta bán tràn lan ra. Ở đâu chứ, nhà tôi là chỉ có bán hàng chuẩn thôi chú ạ. Thôi thế bà chị cho hai cầu đi, để về thắp hương nào. Đây để chị lấy cho. Mà thôi, bà chị cho giả tiền nước. Thôi, đáng bao nhiêu đâu. Chẳng nhẽ chị không mời được chú cốc nước à? Thế cảm ơn nhá. Có gì chị bảo ông anh qua sớm nhá. Ừ, chị biết rồi. Mày ăn cái gì không biết. Chào bà chị nhá. Ơ, chú Mạn, phải chú Mạn không? Chú về bao giờ đấy? Mới về. Bao nhiêu năm rồi mà nhìn bà chị vẫn thế nhà. Ôi giời, chú đi bao nhiêu năm mà vẫn nhớ chị ngày xưa như thế nào cơ à? Ôi, có cái gì mà không nhớ. Thế ông anh Bất nhà em có khỏe không? Anh khỏe. Thế rảnh tối ra nhà chị chơi nhá. Ok, tối em qua. À, thế về ăn dỗ mẹ đấy hả? Chuẩn luôn. Nhà anh trai chú bây giờ khá giả lắm. Thằng Sơn nó đi du học về lại được nhận vào công ty sữa quốc tế. Giờ oách nhất cái làng phố này đấy. Thế chị ghét hay là chị mừng như nhà anh thôi? Chú nói thế, tất nhiên là mừng rồi. Thôi, tôi đùa đấy. Tôi đi về đây. Chú về nhá. Tối ăn chia chị cho nhá. Ừ. Kể ra cái thằng này cũng đen. Lúc có tiền thì ăn chơi chắc đáng tù tội. Giờ về thì tay trắng. Không biết có làm nên cơm cháo gì không. Này, con bé kia. Mày đang làm gì ở đây đấy? Mày biết đây là ruộng nhà ai không? Mà sao mà cho ai cho mày trồng cỏ lên hết này? Thế ông là ai? Tôi là người đã thuê lại thửa ruộng này, có hợp đồng đàng hoàng. Ông muốn gì? Đây là ruộng của tao nhá. Tao cho mày thuê lúc nào? Nhổ cỏ hết lên cho tao. Sao lại thế được? Hợp đồng tôi đã thuê 5 năm, nói nhổ là nhổ à? Tao đếch quan tâm nhá. Tao còn sờ đây, thằng nào dám cho mày thuê? Bác bá tản lĩnh cho tôi thuê. Hợp đồng tôi đã ký đàng hoàng. Bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào đây. Ông nói thế mà nghe được à? Con danh con này, mày con cái nhà ai mày mạnh mồm ấy. Mày cứ đợi đấy nhá. Dạ thưa ông, người nhiều mực. Cháu tên là Dã Quỳ. Cháu của ông bà bất lực. Nếu mà ông muốn ấy thì cứ vào làng mà hỏi. Ai cũng biết đấy. Cháu không chạy mất đâu mà sợ. À con chó này, bố mới khăng nhổ hết cỏ nhà mày lên nhá. Chẳng biết ông nào không chuyện. Ngồi đi chú. Mà sáng nay chú về mấy giờ thế? 4 giờ tôi đã lên xe về rồi. Ngồi đi chú. Dỗ mẹ tôi mà, sao tôi có thể về muộn được. Mà ông anh quý hóa của tôi đâu rồi hả bà chị? À, sáng cháu Sơn nó chở ông ra chợ mua ít đồ. Chắc cũng sắp về rồi đấy. Hê, chú ngồi uống nước, chị xuống nấu đôi ít đồ nhá. Khoan đã. Tiện có chị ở đây tôi cũng hỏi luôn. Ngày trước ấy, thầy Bu để lại cho tôi cái thửa ruộng. Bây giờ tôi có việc, tôi muốn lấy lại. Chú đi làm bao nhiêu năm nay, có ngó ngàng gì đến đâu, sao giờ về lại... Tôi nhờ anh chị trông hộ, chứ tôi đâu có cho hẳn đâu. Đi bao nhiêu năm nay, chắc thửa ruộng ấy không còn tên tôi nữa phải. Ý tôi không phải thế, mà chú đi suốt, đùng đùng về đòi lại. Nhỡ thua hết vốn liếng thì lại khổ. Chả biết là anh chị xót cho tôi, hay là đau cho cái ví tiền của anh chị nữa. Biết hết đấy. Cái chú này, chú đi biển biệt bao nhiêu năm nay, thuế ruộng thuế đất có bao giờ chú hỏi đến đâu. Mà vợ chồng tôi ở nhà trông ruộng cho chú, có phải ra ngó là xong đâu. Mà giờ chú lại nghĩ xấu vợ chồng tôi thế à?
chú định làm gì? Ruộng của chú tôi cho thuê rồi. Thế anh chị đã hỏi ý kiến tôi chưa? Tóm lại giờ tôi muốn lấy lại mảnh ruộng đó. Có 10 năm hay 20 năm nữa thì nó cũng là của tôi. Chuyện gì mà ầm ĩ cả lên đấy? Ông à. Chú Mạ, chú về rồi đấy à? Ờ chú. Đúng là bán anh em xa mua láng giềng gần. Thằng này mới đi có chục năm mà đã không bằng chó mèo nhà hàng xóm cả. Một giọt máu đào hơn ao lục lã. Có chuyện gì chú nói rõ ra đi. Vừa mới về đến nhà đã sức mé như thế. Hai vợ chồng nhà các người đúng là kẻ tung người hứng. Đừng dở cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đấy ra nữa. Giả lắm. Thích ấy thì để thằng này chơi với chính quyền. Chú Mạn. Thế đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Bà nói tôi xem nào. Mà giờ này bà còn chưa cơm nước gì. Cậu em vàng ngọc của ông đấy, vừa về đến nhà đã xìa sói tôi rồi. Mà có ai như chú ấy không? Hai vợ chồng ở nhà trông ruộng cho chú ấy, bỏ tiền ra để đóng thuế, có cấy được đấy. Nhưng mà bán đi được bao nhiêu tôi cũng ghi đầy đủ vào sổ sách. Thế mà... Thế làm sao? Giờ là ban ngày, không có trăng hay sao cái gì cả. Nhưng mà ông em của ông ấy đang về đòi ruộng đấy. Tôi đã bảo rồi, ruộng là cho thuê rồi. Mà không biết là bảo lấn chiếm cái gì. Thế này, bây giờ đi rêu rao hết cả làng. Đẹp mặt nhờ. Chắc là chú ấy vừa mới về, gặp mấy thằng bẩn tính, nó đâm bị thóc, nó chọc bị gạo. Để tí chú về chú bình tĩnh tôi nói chuyện với chú ấy. Bà không có gì mà cứ phải ôm nhà lên cả. À, tôi biết ngay mà. Tôi vẫn chỉ là người ngoài thôi, làm sao so sánh với đời anh em nhà ông. Ui giời. Bao nhiêu năm nay vun vén cho cửa nhà. Thế mà giờ. Thôi, bố mẹ đừng có cãi nhau nữa. Mà mẹ, mẹ đừng nói với con rằng là mẹ cho cái giá quỷ nó thuê thửa ruộng nhà chú Mạn rồi đấy nhá. Phải không hả bố? Con đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng cho con bé ấy thuê. Vậy mà bố mẹ còn cố nữa. Nhưng mà ruộng để không, trả cho thuê để làm gì? Mà những điều khoản bồi thường trong hợp đồng cũng là đều là do bố mẹ đề nghị ra. Đúng là mua việc của người. Thôi bà ngồi xe lại đây tôi xem nào. Có chuyện gì bình tĩnh nói. Thế bây giờ ý ông thế nào? Thế còn thế nào nữa? Còn mỗi một cách là sang nhà con bé giã quỳ, nói khéo với nó xem như thế nào chứ. Con nghĩ không dễ dàng như thế đâu. Con bé đang làm ăn thua lỗ, ruộng nhà nó cỏ thì heo úa, đến bò chẳng muốn ăn. Tự dưng mỡ lại dâng đến miệng mèo, chắc chắn nó không bỏ qua đâu. Mà cái chuyện thuê đất này, tôi đã bảo với bà rồi. Từ từ đã. Tôi định gọi điện cho chú ấy, nói với chú ấy một câu, xong thì giải quyết. Thế mà bà. Thế là giờ là lỗi của tôi phải không? Hả? Ôi giời, cao đất dày ơi. Bao nhiêu năm qua tôi có tơ hào được đồng nào đâu. Lo cho cái gia đình này, lo cho chồng, cho con, lại lo cho em chồng nữa. Chú uống nước đi. Tôi cũng đang định sang bên đấy. Ơ kìa, sao chú lại thở dài thế? Tôi đang tức đây. À? Mẹ kiếp. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá. Có phải là đất của tôi, ai muốn thuê hay ai muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của tôi đúng không? Ờ đúng. Thì là của chú mà. Nhưng làm sao? Thế mà nhá, ruộng của tôi giờ đã không còn là của tôi nữa. Ông anh yêu quý và bà chị dâu đanh đá của tôi đã mang thửa ruộng đi cho người khác thuê và đút tiền vào túi rồi. Ông thấy như thế có được không? Có chuyện này cơ à? Sao mà giả được. Ruộng của tôi sáng nay tôi đi qua đã thấy trồng cỏ lên rồi. Mà có cái con bé, nó tên là cái gì ấy nhỉ? Nó đành đá lắm. À, con bé tên là Giã Quỳ. Đúng là trước nó có xin phép một vài hộ dân được thuê lại đất để trồng cỏ. Chắc là chú đi xa lâu không biết. Cái nhà máy sữa Ba Vì ngày xưa ấy, bây giờ có quy mô to lắm.
Thế nên là người dân chuyển sang trồng cỏ, nuôi bò và bán lại sữa cho nhà máy. Trồng cỏ, trồng lúa gì thì tôi cũng không cần biết. Nhưng đấy là đất của tôi. Đã muốn làm gì thì phải qua ý của tôi, phải hỏi ý kiến của tôi. Không thể kiểu tự tiện như thế được. Ê kìa, chú cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh làm sao được. Tiện thể đây ông cũng đi sang ăn dỗ đấy. Ông đi sang giải quyết lốt cái chuyện đất đai cho tôi đi. Không thì không xong với thằng này đâu. Nhớ, ở tôi đã. Bà Vy ơi, bà ở nhà trong nhà nhá. Tôi đi ăn dỗ rồi. Ờ, từ từ đã, đợi cho tí. Ôi, lại còn chuyện gì nữa, người ta cháy nhà nơi rồi kìa. Ôi dồi, đây đây đây. Ông cầm mấy cầu sữa này sang thắp hương đi. Tôi chuẩn bị phong bì đây rồi. Khổ quá, ông cứ cầm đi. Đi đi. Rồi tôi đi đây. Ờ. Ờ, chú để tôi đây nào. Thằng chú ba nữa. Vâng. Anh chú vào đây ngồi nước rồi tí ăn cơm. Vâng. Còn nước ra cho hai chú đâu. Chú Mạng này, tôi biết là chú đang giận tôi về cái chuyện ruộng đất. Nhưng mà đất để không, không cho thuê thì để làm cái gì? Không biết là bao nhiêu năm nay vợ chồng anh chị cho thuê được bao nhiêu của nhà. Giờ thằng này về đòi đất, khó khăn thế. Ê kìa chú cứ bình tĩnh đã. Gì mà phải nói móc mỉa anh chị chú thế. Nhà đang yên đang lành, tự nhiên về gây chuyện. Bà Loai gây chuyện, bà Loai đừng về. Cái con mụ đánh độc kia, đừng tưởng thằng này không biết cái âm mưu chiếm đất của bà nhá. Tôi thì có âm mưu gì? Bao nhiêu năm nay chăm chút đất cho chú, giờ thành chiếm đất à? Đừng có dở cái trò nước mắt cá sấu ra với thằng này. Chú im đi, chú không được xúc phạm chị dâu chú như thế. Vợ chồng tôi làm gì cố trời biết. Bố mẹ, bình tĩnh lại đã. Bố mẹ là dỗ bà đấy. Mà cả chú nữa, chưa biết đó đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Chú đã sang gây sự làm loạn cả nhà cháu lên. Chuyện của tao chưa đến lượt mày lên tiếng. Mày không biết được bố mẹ mày đã làm những trò dơ bẩn gì đâu. Làm gì chú nói đi xem nào. Hôm nay phải ba mặt một lời. Chú đi thì không sao, chú về nhà là chú xỉa sói tôi là sao? Thế cái vụ nịnh nọt bu tôi để chiếm lấy cái nhà này thì sao? Tôi và ông Tản đây đều là con trai. Vậy tại sao lúc bu tôi mất không cho nổi tôi một miếng đất để cắm rùi? Chả phải là ba ton hót thì là ai? Chú nói nhằng nói quậy cái gì đấy? Tôi là trưởng, việc thờ cũng là việc của tôi. Mà trước mẹ cho chú 2/3 cái chỗ thửa ruộng tốt rồi, lại còn cho thêm một khoản tiền để chú đi làm ăn, chú còn muốn thế nào nữa? Mấy cái đồng bạc ấy, chú làm được cái khỉ gì? Mà tôi hỏi ông nhé, 30 triệu đấy thì ông làm được cái gì? 30 triệu ấy, chú cứ bình tĩnh. 30 triệu ngày xưa tôi phớt đấy. Chú xem cái hoàn cảnh nhà mình lúc đấy như thế nào. Nhà có cái gì thì bán tất để chạy chữa cho bu. Còn chú ra sao? Sáng thì nhậu, chiều thì độ xe. Ai dám cắt đất tổ tiên để chia cho chú? Hả? Cái ruộng của tôi đâu? Ruộng của tôi đâu? Các người tính cho thuê xong hất tôi ra khỏi nhà đi. Chú thôi đi. Nhà cháu sẽ giải quyết rõ ràng chuyện này cho chú. Không ai muốn dây dưa đâu. Biết điều à? Sơn! Sơn! Nhân tiện có ông bà ở đây. Hả? Ông lập ngay cho tôi cái biên bản. Để xem ai có thể lấy được đất và tiền của tôi ở đây. Rất là mất thời gian đến gia đình này nhá. Chào chào các bác ạ. Ờ, Giác Quỳ đấy à? Vào đây ngồi uống nước cháu. Vào đây, vào đây. Vào đây. Cháu ngồi uống đây. Uống nước xong thì bác cũng có chuyện muốn nói với cháu. Cháu biết hôm nay mọi người gọi cháu sang đây có chuyện gì, nên là cháu có mang theo giấy tờ thuê đất đấy ạ. Mày đưa cho xem nào. Giấy trắng mực đen thì nhá. Thời hạn thuê đất là 5 năm. Đứng tên... Ơ kìa, đọc tiếp đi chứ. Sao đọc ngừng thế? Chú nhìn rõ chưa? Tên chủ đất là ai? Tiền trả cho ai? Tôi nhịn chú hơi bị lâu rồi đấy. Chả qua là tôi không nói ra thôi, vì sợ chú không tin. Đây, chú xem đi. Bao nhiêu năm qua có cấy hái trên ruộng của chú, tôi vẫn ghi rõ đấy. Tiền thuê vẫn tính theo từng năm, trừ những tiền thuế đi, của chú có bao nhiêu tiền, tôi ghi rõ hết đấy. Đấy, chú xem đi. Xem cho kỹ vào. 10 năm nay vợ chồng tôi được cái gì của chú? Đất tên chú, tiền gửi tiết kiệm,
vợ chồng tôi được hưởng lợi cái gì. Ngày mai tôi sẽ dẫn chú lên ngân hàng rút sổ tiết kiệm. Thế mọi chuyện này như thế nào? Nói chung là mấy cái chuyện này rất là mất thời gian nhé. Gia Quỳnh, cháu được giải thích rõ cái việc thuê đất này của cháu như thế nào đấy. Thì như mọi người đã thấy, bác Lĩnh đây là người làm giấy tờ cho cháu thuê đất, nhưng người đứng tên và người hưởng tiền thì là chú Mạn đấy ạ. À, nếu bây giờ chú Mạn muốn lấy lại đất thì cháu không tính phần bồi thường phá hợp đồng đâu ạ, vì gia đình mình đều có lòng giúp đỡ cháu. Nhưng cháu đã bỏ rất nhiều công sức và tiền giống lên ruộng đó, mong gia đình có thể hỗ trợ cháu phần nào ạ. Cháu nói có lý. Ê kìa cháu, cứ bình tĩnh đã, để bác nói vài lời. Chú Mạn này, cỏ nhà cháu Dã Quỳ trồng ở trên thửa ruộng nhà mình ấy là để nuôi bò, rồi sau đó lấy sữa bò bán lại cho nhà máy sữa Ba Vì. Mà chú chả thích uống cái dòng sữa đấy còn gì nữa, đúng không? À, đây này, đây. À, sữa nhà máy đây này. Mà nói mới nhớ, năm nào ông Tản sang nhà tôi mời ăn dỗ, chẳng lựa từng vỉ sữa này về để thắp hương cho các cụ. Sáng nay tôi có nghe nhà tôi kể chuyện là chú nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, chú với cả cái ông Tản này đi cắt cỏ, xong về được thưởng mấy hộp sữa này. Ấy, ngày xưa anh em quấn quýt như thế, bây giờ có mỗi cái chuyện hiểu lầm thôi mà. Đấy, bây giờ chú ấy là chủ ruộng, quyền quyết định trong tay chú. Tôi là định gom với chú một số vốn để sau này về chú lấy tiền làm ăn, cất đất xây nhà. Nhưng bây giờ chú đòi ruộng thì tôi lại phải lo cái số tiền để mà hỗ trợ cho cháu Dã Quỳ thôi. Không biết làm thế nào. Lỗi là do tôi, thấy ruộng bỏ không mà đi cho thuê không hỏi ý kiến chú. Thôi giờ thì vợ chồng tôi bỏ số tiền đấy ra, còn chú lấy ruộng về muốn làm gì thì làm. Em xin lỗi anh chị, tính em nó hơi nông nổi, trước giờ nó vẫn thế rồi. Cái mảnh đất thì em xin phép anh chị vẫn giữ giùm em. Còn cái tiền lãi ở cái sổ ấy thì anh chị cho em góp dỗ cho thầy Bu. Thôi tả ạ, dù gì một giọt máu đào hơn nào nước lã. Hôm nay cũng là ngày dỗ cụ bà, anh em đoàn kết cho nó vui vẻ nhá. Thôi, mọi chuyện dĩ hòa vi quý chú ạ. Anh em cả chục năm mới gặp, tôi cũng không có để bụng cái chuyện đấy đâu. Hồi bé, dù anh có đánh thắng em, anh vẫn nhường cho em những phần sữa nhiều hơn. À thôi, hay là em mua lấy vài thùng và anh em mình giải hòa nhá. Già đầu hai cái tóc rồi dỗ nhau sữa. À, bằng sơn nhà mình đã làm trong nhà máy sữa đấy chú ạ. Ờ đúng đấy. Mà đây, hôm nay em mang thêm sữa sang, tí thắp hương cho cụ, xong thì anh em chia nhau. Nếu mà thiếu thì tí sang nhà tôi lấy tiếp, nhà tôi đẩy. Ồ, vẫn còn à? Ui, nhiều lắm. À mà đây, mọi người ngồi đây để tôi vào tôi hóa vàng, xong dọn cơm đến cơm. Dạ Quỷ, cháu ở lại ăn cơm với nhà bác cho vui nhá. À, dạ thôi ạ, hôm nay cháu có hẹn với bạn rồi, để hôm khác cháu sang ạ. Dạ, cháu xin phép cháu về trước ạ. Còn lại còn ngại nữa. Từ từ đã. Mà chú bảo nhá, cái tính con gái ấy, nó phải thùy mị nết na một tí ấy, thì nó mới có thằng Tán. Mà nếu không thùy mị nết na thì cứ giả vờ đi, cưới xong về tính tiếp. Chứ không cái tính như mày thì cho lấy. Dạ, vâng, cháu xin phép về đi ạ. Thôi, ngồi đây để tôi vào tôi dọn cơm nhá. Mà còn bác nhá, hôm nay không say không vào đấy. Thôi ông ạ, nhờ có ông mà gia đình tôi được yên vui như ngày hôm nay. Hôm nay thì bà Vì có sang thì cũng kệ, phải say. Nói chung là nhà có bao nhiêu rượu, mà cái này một mình tôi cần hai anh em ông luôn. Đi ông. À, thằng cu, mày con cái nhà ai nhìn quen nhỉ? Mày gọi ai là cu ấy? Bố mày đá trẻ mẹ móm bây giờ. Mày khá phết nhỉ? Đơ bê. Mà ông chú ơi, có phải ông chú Mạn không nhỉ?
Giỏi rồi, chú đi khóa đấy lâu quá chúng cháu quên hết mặt. Thế mày là thằng Mộc con ông Miên đúng không? Chú buồn cười, bố cháu mất rồi, chú đừng có nhắc lại, thiện lòng. Nhỡ mồm, thế mày đi đâu ấy? Thì cháu ra kia làm cốc rượu, đả cốc bia. Chú dậy không? Ra ngồi cùng cháu. Thôi, nhậu nhẹ đi, đếch có tiền. Đi, cháu mời, chú cũng phải phờ lo. Cũng được, nhưng mà về nhà mày nhá. Tao mới đi về, ngại chỗ đông người lắm. Đi, cháu ra kia kiếm gì đã. Đi. Đây, nhà cháu đây. Có cái này là ok rồi. Gia Quy ơi, Gia Quy. Em đây. Ơ, chú Ngoạn ạ? À? Hai người biết nhau à? Thế chúng mày là anh em à? Vâng ạ. Chú gặp nó rồi à? Gặp bên nhà ông Tản rồi. Tí thì xảy ra chuyện lớn đấy. Thế mà chả thấy nó kể gì. Cũng không có gì đâu anh ạ. À thôi, mày cầm này vào trong nhà sắp cho anh em ông. Để anh tiếp chú mặn một tí. Vâng ạ. Chú đứng đây chờ cháu tí. Cháu ở giải cái chiếu, ngồi ngoài hè cho nó mát. Trong nhà bí lắm. Cháu có chai rượu mua từ mấy hôm trước nhưng mà thiếu bạn nhậu. Mày có ai, mày có chú. Chú cháu mình hết chai này nhé. Tới hết cả cựa luôn. Ngon. Mà hôm tao uống rượu bên nhà ông Tản nhá, rượu hơi bị da gì luôn. Cháu mời chú và anh Hùng ạ. Hàng về. Mày không ngồi ăn đi mà đi đâu ơi? Hay là lại ngại chú cái chuyện hôm trước? Dạ không ạ, cháu có việc cần phải đi gấp. Chú với anh cứ dùng tự nhiên ạ. Thôi kệ nó đi chú ạ. Nó có biết nhậu đâu ngồi cùng. Đấy. À, chú cho mình rồi đi. Uống nghe. Mà chú ra tù khi nào đấy? Giờ về định làm gì chú? Cũng được 2 tháng rồi. Lang thang ở Hà Nội, chả có việc gì làm. Đói quá, dạt về làng. Mà cuối cùng cả cái làng này bây giờ chuyển hết sang nuôi bò với cả trồng cỏ rồi. Thế là chú chưa nhìn ra cơ hội rồi. Để cháu bật mí cho chú biết. Cháu chuẩn bị khởi nghiệp với số vốn là 100 triệu. Vô tiền sử, 100 triệu làm như to lắm không bằng. Chú buồn cười, nhà cháu bây giờ còn cái gì đâu. Xoay được 100 củ là ngon lắm rồi. Mà thôi, cháu gắp cho chú cái pháo câu, ăn cho nó bổ đầu. Chú dùng đi. Thế mày đã định làm gì chưa? Cháu là cháu định mở cái cửa hàng cầm đồ với cả cái quán bia. Mình mới ngã ở đâu nhá, gấp đuổi đấy luôn. Thằng này được. Mà tao hỏi nhá. Hay đấy. Thằng nào mà nó phá phách hay là nó đến nó đập phá cái gì mày cứ bảo tao. Được. Khả năng nhá, cháu phải bổ nhiệm ngay cho chú một chân trong công ty của cháu. Đấy. Wow, vẽ chuyện hơn uống ấy. Chú làm miếng gan nữa cho nó to gan. Ôi, anh Mộc, anh đi vào nhà ngủ đi, nằm đây để trúng gió rồi đấy bây giờ. Nhẹ tao. Alo. Rồi. Ở nhà đấy. Tao đi ra cọc tiền nhà, còn mở quán. Quán gì? Sao anh không nói gì với em? Quán gì là việc của tao, không việc của mày. Gia Quy. Gia Quy. Mày lấy tiền tao đúng không? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Em sao biết tiền anh ở đâu mà em lấy? Chỉ có mày thôi. Mày luôn ngăn cản tao. Ngăn cản? Anh đã quyết rồi thì em cản thế nào được? Anh thử tìm kỹ lại xem để đâu đi. Tao để ở trong tủ chứ đâu. Anh đã tìm kỹ chưa? Liệu có ai biết anh để tiền trong đấy không? Làm gì có ai biết ngoài mày? Mày khai thật đi. Em thề với anh là em không lấy. Mà thôi chết rồi. Hay là nhà mình bị mất trộm hả anh? Mất thế nào được? Kể cả nó biết nhá, chả thà có gan vào nhà tao lấy cả nhá. Mày khai thật đi. Ôi anh Mộc ơi, số tiền lớn như thế sao anh bất cẩn thế hả? Mày có trả không? Anh bỏ tay ra, em làm gì lấy mà trả? Hả? Bỏ lên đi. Mày làm cái trò gì ấy? Hả? Bác ba, bác giúp cháu với hả? Ông tránh ra tôi xử nó. Tao bảo thôi cơ mà. Hả?
Nếu có chuyện gì nói chú nghe xem nào. Nó lấy tiền của tôi. Không phải cháu. Cháu không lấy tiền bác ạ. Mất bao nhiêu? 100 triệu. Lấy đâu ra mà lắm tiền thế? Ông hỏi lắm thế. Chốt lại có giải quyết được gì không? Không thì nhớt. Cái thằng mà tao thấy chả có đời nào con dã quỷ nó lấy tiền của mày cả. Mày thì nhớ kỹ lại xem có ai vào nhà mày không. Mày đợi đấy. Mày mà không khai ra thì đừng có trách tao. Để yên, chú tìm manh mối xem nào. Thế từ sáng đến giờ có ai vào nhà không? Có bác ạ, có chú Mạng. Thôi chết mẹ, thế mà không nghĩ ra. Đích thị là láo ta rồi. Mày có bằng chứng gì không? Sáng nay ông đến ngồi nhậu với cháu. Cháu còn khoe là sắp khởi nghiệp. Chỉ có láo ta thôi. Ông đưa đây. Tiền của tôi chắc chắn là trong túi này. Bố mày đã nói là không lấy nhá, cố tình vu oan cho bố mày thì đừng trách. Rồi, ôi Mộc ơi là Mộc. Mày chơi với ai ở cái làng này mày không chơi mà lại đi chơi với cái thằng vào tù ra tội này làm cái gì? Còn cả ông anh nữa nhá. Bình thường này nó vừa thôi. Làm sao? Thằng này thích đi tù tiếp đấy. Ôi trời ơi, chú Mạn. Chú không được làm thế đâu nhá. Tao nói sai à? Hả? Cái chuyện mày đi tù ấy, cả cái làng này nó biết nhá. Giờ mày về lại ngựa quen đường cũ à? Nếu không lấy thì tại sao mà tiền của nhà thằng Mộc á nó không cánh mà bay hả? Ông này, nghe mấy hôm trước La Mạn vừa về đã tan cửa nát nhà với ông bà Tản Linh đấy. Tao ở gần đấy còn nghe thấy cả tiếng cãi vã cơ mà. Mèo vàng thì chắc đuôi nó vẫn vặn. Cái này đi tù tiếp. Làm mình không thể chứa chấp những thành phần như này được. Phải cho đi cải tạo gấp. Chúng ơi bằng chứng không? Không thì ngậm hết mồm vào. Tôi, chính tôi là bằng chứng đây. Ông vừa vào nhà tôi phát, tiền mất luôn. Không thì ai, hả? Rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Không được đánh nhau. Mọi chuyện cần có bằng chứng cụ thể trước khi buộc tội cho người khác. Có công an đây rồi nhá. Xem ông chối kiểu gì. Anh công an ạ, em vừa mất 100 triệu. Cháu gọi công an đấy à? Vâng ạ. Bác cũng định bảo cháu gọi. Nếu không sợ thằng Mộc nó không kiềm chế được, lại gây sự mệt người lắm. Vâng. Mọi người cứ bình tĩnh. Cháu sẽ tiến hành khám xét hiện trường để lấy lời khai của những người liên quan. Anh Mạn, anh mới về được mấy hôm đã xảy ra bao việc đấy. Thằng này cây ngay không sợ chết đứng. Hiện tại chúng tôi chưa đủ bằng chứng để kết luận ông Mạn là thủ phạm. Vài mẫu vật sẽ được gửi đi để xác minh thêm. Sao thế được? Cái loại đồ trộm đứa cướp này nhiều thủ đoạn lắm. Chắc chắn là qua mặt công an rồi. Nhưng cả 100 triệu đấy. Mà sao không thấy nhở? Vừa lục ba lỗ cũng không thấy luôn. Có ít gì đâu mà. Đồng chí công an ơi, đồng chí phải xem xét lại như cái thằng này á, nó vừa đi cải tạo về, chả no thì còn nải nữa. Con chó già lắm nữa. Mày định vu oan cho bố mới tiếp á. Đấy, mọi người thấy chưa? Đồng chí công an thấy chưa? Hơi tí là nó rình, nó đánh người, dùng chân, dùng tay, dùng vũ lực. Nải nhá, còn lâu mày mới hoàn lương được. Còn cả mấy thằng này nữa, cái gì tao làm thì tao nhận, nhá. Mọi người cứ mất trật tự thế này rất là mất thời gian nhá. Ê, công an đã kết luận thủ phạm chưa phải là chú Mạn đấy. Mọi người không thể sỉ nhục chú ấy như thế được. Ai chỉ biết nhà ông bà, thân mình nhà ông Tản, có khi bà chỉ cho nhau. Chính mắt tao hôm trước này, thấy lão Mạn vào mua hàng nhà ông bà đây. Lúc ấy bà Vì ấy còn cười tít mắt cơ. Không có sai được rồi. Tôi nói mọi người nghe này. Tôi dám lấy danh dự của mình ra để đảm bảo cho chú Mạn đây. Ai chẳng có sai lầm, ai chẳng có quá khứ, đúng không? Thế nhưng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại cả. Chú Mạn đã có thành tích cải tạo tốt, nên chú mới được về sớm, hòa nhập với cộng đồng. Mọi người cũng đừng quá nhìn vào cái quá khứ của chú ấy, mà đả kích chú ấy nữa. Anh ba không cần phải nói nữa. Cái gì thằng này làm ấy, thì thằng này nhận. Còn không á, thì đếch phải sợ. Anh Mộc, em nghĩ không phải là chú Mạn lấy đâu. Chú ý tuy là người nóng tính, nhưng mà chú ý thẳng thắn mà. Con này giỏi. Bây giờ mẹ tính người ngoài hơn anh mày. Mày giỏi. Thôi mọi người không xì xào nữa. Chúng tôi sẽ đưa ra kết luận khi có bằng chứng xác thực. Hiện tại thì anh Mạn cũng nên ở lại làng để phối hợp điều tra, không được phép ra khỏi làng. Trời ơi, cái loại đầu trộm đuôi cắp như nó ấy, thì tốt nhất ấy là gô cổ lên công an. Chẳng có ai muốn dây dưa, muốn giúp đỡ nó cả. Có khi á, đồng chí mà cứ để nó ở đây, nó còn chạy mất đấy.
Nếu mọi người cần nhân chứng thì tôi có thể. Thưa mọi người, tôi có thể đứng ra làm nhân chứng. Nếu em biết chắc chắn về vụ việc này thì mời anh nói. Đúng rồi đấy. Nào, bây giờ thấy chưa cái ông Mạn kia? À, con trai, nói đi, xem nó có cãi được hay không. Nói đi. Kính thưa toàn thể bà con, tôi có thể đứng ra làm nhân chứng, chứng minh cho chú Mạn đây. Không phải là thủ phạm. Chú đi cẩn thận. Mày mới phải cẩn thận. Bây giờ. Thôi, đến đây thôi. Thế nhá, lần sau tiếp tục. Nhưng lần sau là để anh, chú đầy tiền. Đây này. Chú làm tích có tiền. Mày. Dạ. Chú Mạn, anh Mộc đấy à? Hai người làm gì mà say khướt thế này rồi? Chào mọi người. Dạ vâng. Mày vào đây làm anh bài chén á. Ôi thôi anh ơi, anh say lắm rồi đấy. Mà tiện đây nhá, em đang đi tuyên truyền về clip sống văn hóa mới. Có cái văn bản này, anh cầm về tí anh đọc nhá. Clip sống văn hóa mới à? Được. Mày đọc đi. Tao đi về. Chú lại nhà nhá. Ôi chú Mạn, chú có làm sao không? Đi uống say ngã dưới ào chết tỏi rồi, cháu đưa về. Đi. Ơ, sao tao không nhớ gì nhở? Em còn nhớ anh để cái tờ giấy tuyên truyền trong túi áo ấy. Anh kiểm tra lại xem. Ơ, có thật này. Chẳng có nhé. Này, Mạnh, Mạnh. Thế con nhầm lẫn gì không con? Nhầm là nhầm thế nào? Sau khi con đưa chú Mạn về, con gặp bố ở... Ôi, cái chẳng này. Im cái mồm vào. Ô, thế lại không phải à? Ai như anh Mạnh thì tao tin rồi. Tháng trước vừa giúp nhà tao tìm lại mấy thằng trộm gà. Hài thật đấy. Thằng cha bất thì liên tục buộc tội lão Mạn. Xong thằng con thì lại đến vả vào mặt bố mình. Bố con này bất đồng quá. Thằng ấy nói rồi mà, đã làm cái gì thì có trời biết. Mà cái làng này đã không dung rồi ấy, thì thằng này cũng cọc cần. Tôi nhắc lại, không ai được rời khỏi làng phố đến khi mọi chuyện được rõ ràng. Được, thằng này sẽ ở lại cái làng này cho đến khi được minh oan trong sạch thì thôi. Để xem thằng nào mới là thủ phạm. Thôi, trời cũng tối rồi đấy. Mọi người ai có nhà về nhà đấy đi. Nếu có thông tin gì thì báo lại cho tôi, hoặc báo cho cháu Mạnh kia để phục vụ công tác điều tra nhá. Cảm ơn anh ba đã tin em. Không có gì đâu chú Mạn ạ. Anh tin là chú không làm mà. Chú Mạn, là do anh em cháu sai, có gì chú bỏ qua cho anh em cháu nhá. Nhưng quan trọng bây giờ là ai lấy tiền. Tôi mới không phục. Anh công an, anh nói đi. 100 triệu chứ không phải ít gì cả. Cái thằng này buồn cười nhở. Anh công an anh đã bảo chờ rồi còn gì nữa. Mà mày còn chưa xin lỗi chú Mạn đâu. Thế hả? Ngày xưa á, lúc mày còn bé, chú ấy bế mày suốt ra ngoài đầu làng mua kẹo ấy. Chưa gì đã nghĩ xấu chú ấy rồi. Cháu đấy cần nhớ, cháu chỉ cần tìm mấy thằng cắp thôi. Thôi được rồi, giờ cháu cũng phải về cơ quan. Có việc gì thì mọi người báo cháu sau nhá. Chú vào đây. Đây là địa điểm thu mua sữa của bà con làng phố. Chú nhớ những gì cháu dặn rồi chứ? Mày nói chuyện như ông cụ non nhỉ? Chú lại bắt đầu rồi đấy. Bây giờ xác định ra ngoài làm việc rồi. Có chuyện gì không phải là cứ dùng nắm đấm hay là chửi bậy để giải quyết công việc được đâu. Rồi, đi. Chú vào đây. Em chào các chị. Đây là quy trình thu mua sữa của bà con. Thì bà con sẽ xếp hàng ngoài này. Đấy, vừa đi tù về đấy. Hay gì cái cảnh vào tù tỏ vẻ chăm chỗ để cho nó bù đi cái mong tham biển. Ra tòa. Chào chú ạ, em chào anh ạ. Ui, nhìn lão này ghét thật đấy. Cần gì nữa, mặt cứ vinh vinh lên. Vào trong kia nó pha mấy trận rồi vẫn không chừa được cái tội đâu mà. Mấy thằng ôn nghe chúng mày nói cái gì cơ? Mà một tôi thích nói gì thì tôi nói. Đúng. Ảnh hưởng đến nhà ông à? Úi giời. Này nhá, ông đừng tưởng ông lớn mà đây không giàu ánh nhá. Chú tôi này,
đá đến cao kê tê bê. Karate. Karate. Chú Phàng có trận. Này, cái ông Mạn kia, mình cũng một bó tuổi rồi, đừng có mà bắt nạt bọn trẻ nhỏ ơi. Thế gì? Vào đây. Mày tin bố mày Phàng mày trước không hả thằng già? Kìa chú Mạn, chú dừng lại đi. Bà con, xin bà con cứ trật tự đã. Nhân viên thu mua sữa có sắp sửa đến rồi đấy ạ. Xăm sổ kiện sợ quá. Xuống xếp hàng cái kia, đứng đấy đi phải biết hàng biết lối chứ, vào trong tù thì không được dạy dỗ à? Hôm nay nhà mày có được nhiều sữa không? Để em kiểm tra xem mà. Ui giời, anh Mộc ơi, sữa nhà em bị thế nào này? Ui giời, ông già, có phải ông dở trò cái sữa nhà thằng em tôi đúng không? Bố mày đếch biết. Ui giời ơi, này, tôi hỏi ông nhá, từ lúc này đến giờ, có mỗi ông đứng gần nhất cái thùng sữa này thôi, mà bây giờ ông bảo không biết, thế thì đất nó rơi từ trên trời, nó rơi vào cái thùng sữa của nhà thằng này à? Hả? Thôi chết rồi, thế này thì làm sao mà bán sữa được? Này thì đổ bỏ mất thôi. Thế ý của chúng mày là đổi tội cho tao đúng không? Thế chả thế được còn thế nào? Biết ngay mà nhìn thấy kia thì làm sao mà hoàn lương được? Cái lão này mà không đi làm mình làm sao yên ổn được? Bao nhiêu công sức mới được thùng sữa rồi đổ sống đổ bể. Tiền của nhà thằng Mộc không cánh mà bay kìa. Đúng rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa? Bà con ơi, xin bà con bình tĩnh lại đã. Ý chúng mày là định ám chỉ tao là người bỏ đất vào cái sữa này hả? Chỉ còn ai? Này nhá, sáng nay ông vừa đến cái địa điểm tập kết sữa này cái là xảy ra chuyện ngay. Đúng. Không ông thì còn ai? Chả còn gì nữa. Anh ơi, khả năng lão vẫn cày vụ của mình không trước. Thế nên bây giờ lão cũng chơi lại mình. Chứ còn gì nữa, cái loại này là cái loại phàm phu tục tử, chỉ muốn gấp lửa bỏ tay người thôi. Cái chuyện tiền bạc tao đã bảo là tao không lấy, tất cả mọi chuyện đã có công an lo. Là ông tưởng ông trông sạch quá đấy à? Bình thường chả sao cả. Đúng. Hôm nay ông đến đây xảy ra được việc luôn. Đúng. Trong sữa lại có đất. Đấy. Giải thích đi. Ông giải thích đi. Giải thích đi. Bố mới thích thì bố mới có thể đốt cả nhà chúng mày. Ôi giời ơi. Chứ không phải làm dăm ba cái trò cho đất và sữa này đâu. À thế à. Làm đi nhận đi. Không phải. Bố mới làm đấy. Nó sao? Bà con thấy không? Nó vừa ăn cắp vừa la làng, nó cứ đánh thằng này nữa cơ, thấy không? Nó ghê gớm không? Gô cổ lại cho lên phường. Mọi người nghe cháu giải thích đã. Chú Mạn, chú bình tĩnh lại đi. Đếch phải tao làm, hai thằng này vu oan cho tao. Thế bà con ở đây có ai nhìn thấy là chú Mạn bỏ đất vào trong sữa không? Ui giời, nó rành rành ra thế này thì cần phải nhìn cái gì nữa. Chú Mạn, cho cháu xem tay của chú. Đây, mọi người thấy chưa? Tay hoàn toàn sạch, không có dấu vết của đất. Thì làm sao có thể là vu oan? Chú Mạn là người cho đất vào trong thùng sữa được. Che nhờ. Cháu không bao che, không có bằng chứng xác thực, làm sao có thể vu oan được chú Mạn là thủ phạm? Vụ việc này rất giống với vụ việc mất tiền lần trước đấy. Này, nói thế cũng được. Đúng. Thế bây giờ sữa nhà Tây này giải quyết như nào? Sữa này giải quyết như nào? Thôi được rồi, vậy để cháu gọi công an xã xuống đây để giải quyết nhé. Bà con này, cũng trưa rồi đấy. Mà chú Mạn, cái chuyện này dừng lại ở đây thôi. Nói nhiều lộ hết đấy. Thôi, được rồi, bà con này, chuyện này thì coi như là nhà thằng này nó đen đi. Gặp phải đúng cái thằng vào tù ra tội, gặp phải cái thằng Chí Phèo kia. Thằng này, ôm sữa về, chú cháu mình, về. Thôi về nữa, kìa chú Bất, chú với mọi người cứ ở lại đã. Cháu sẽ giải quyết việc này cho. Vợ chú gọi mẹ ăn cơm rồi nhá. Đi về, cho cả bia đi. Kìa chú Bất. Kìa chú Bạn, chú nghe cháu nói đã chứ. Tao tức, mẹ bọn này phải dậy mới được. Từ ngày chú về xảy ra biết bao nhiêu chuyện, đánh nhau có giải quyết được vấn đề gì đâu. Chú xem đấy, chuyện mất tiền của thằng Mộc ấy, rồi giờ lại đến chuyện này nữa. Không ngờ là mày là cháu của tao mà mày có thể nói được với tao những câu như thế. Thế những cái lúc mà dân làng đổi lỗi cho tao thì người nhà đâu? Người nhà đâu, sao không ra bênh tao? Hoàn cảnh lúc ấy chú phải hiểu cho nhà cháu chứ. Bố mẹ cháu thì trên huyện, cháu thì phải đi làm. Mà thôi, cháu cũng chỉ muốn tốt cho chú thôi. Thời gian này chú nên hạn chế ra ngoài. Cháu kiếm công việc khác cho chú làm. Tao đấy cần. Nếu mà không bởi vì bố mẹ mày lại nhảy rát tai quá thì tao cũng đích ra đây đâu. Phen này á, thằng Mạn á phải bán sới khỏi cái làng này. Tao nói chứ, nhìn cái bộ mặt vênh vênh váo váo của nó, tao không muốn đổi cơm. Không hiểu sao ông ta hên thật. Mấy lần gây chuyện
đều có người đứng ra che chở. Không thì nhá, cái chuyện đó mất tiền nhá, không xong với cháu đâu. Chết luôn chứ còn gì nữa. Anh, thế hôm đấy anh chắc chắn là lão tao lấy của anh. Thế không ông ta thì còn ai vào đây nữa. Chẳng qua nhá, là tao chưa tìm được cái bằng chứng xác thực thôi. Thế hôm đấy anh Mạnh chẳng định nói là... Thôi, cái thằng này, mày cứ nhắc đến cái thằng con ngờ người kia của tao làm cái gì. Bây giờ ấy, phải tìm ra cái cách để cho cái thằng Mạn đấy á không còn đất sống ở cái làng này nữa. Đây mới là cái quan trọng. Mà này, cái thằng cha đấy ấy, nó có cái tính thù dai, máu chó. Mày cẩn thận không nó cắn trộm đấy. Ôi giời, sống như lão thì chỉ có sống một mình ấy. Đúng, sống nhũng nhẽo trí vẻo, chuyên đi cắn người. Lại tao bảo. Cháu cũng không hiểu tại sao chuyện lại thành ra như vậy. Mà cũng kỳ lạ thật, tự dưng sữa nhà người ta mà lại có cả đất trong đấy nữa. Mà vừa khéo hôm nay cháu đưa chú bạn đến làm quen công việc mới. Nghe cháu nói như vậy thì có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây đâu. Vâng. Giờ bà con dân làng đang đồn âm lên rằng là mọi việc đều do chú bạn làm. Không hiểu sau này chú sẽ kiếm được việc nào tử tế đấy. Nói chung là cũng khó lòng người mà. Chú nói thật nha, nhiều lúc chú cũng muốn thiên vị lắm, thế nhưng không nói được. Nhưng chú tin, một người va chạm xã hội như chú Mạn ấy không bao giờ làm cái chuyện bất nhân bất nghĩa như thế đâu. Chắc chắn là sẽ có một người đứng đằng sau cái chuyện này. Nhưng giờ muốn rửa oan cho chú Mạn thì phải tìm ra được thủ phạm. Mà khổ nỗi cháu vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả. Chú có ý này, địch mà không động thì ta động. Cháu cứ bảo chú Mạn ra đấy đi. Ai mà ghét chú Mạn ấy thì người ta sẽ hành động. Mình chỉ cần để ý một chút thôi là mình sẽ thấy. Cháu hiểu không? Đang yên đang lành, cả cái làng đang yên ổn, tự nhiên lại có cái thằng nhiều mực ở đây. Mà chú không hiểu tại sao một cái công ty sữa nó lớn như thế lại chấp nhận một cái người vào tù ra tội vào đấy để làm. Này, đúng là kiểu có người nhà làm ở trong đấy á, cậy quyền cậy chức á, muốn làm gì thì làm ấy à, đúng không? Chúng mày nói gì? Chúng mày nói sao? Thằng này nhá, chúng mày có thể nói sao cũng được, nhưng chúng mày đừng động đến người nhà nhà tao. Ta làm gì này? Phải đuổi đấy chúng mày lên công ty. Đúng rồi, phải kiến nghị nó đi, kiến nghị nó đi, kiến nghị nó đi, kiến nghị. Ôi, Tây ơi, mày làm sao Tây ơi? Tây ơi, ôi. Tránh ra! Ông tránh ra, ông biết cái gì? Mày tránh ra, nó bị động kinh đấy. Tránh ra cho nó còn có không khí mà thở. Ông biết cái gì, bỏ ra. Tránh ra, đừng nhét cái gì vào mồm nó. Ôi, ôi. Lùi ra. Cảm đất nó chết làm sao? Cảm đất nó chết làm thế nào? Không biết thì ngậm cái mồm lại. Trong tù bố mày nhìn những cảnh thì quen rồi. Nhìn có vẻ chú Mạn biết sơ cứu đấy. Mày cứ để im cho chú ấy làm. Ơ kìa, nói con giật tôi kìa. Mày quá đấy. Thôi được rồi, cháu Tây bây giờ đã tỉnh lại và cũng có vài lời muốn nói với mọi người. Cháu nói đi. Dạ, cháu xin lỗi mọi người ạ. Chú Mạn, cháu cảm ơn chú Mạn lúc nãy đã cứu cháu ạ. Hôm nay cháu thú thật với mọi người là hôm trước cháu đã cầm đất bỏ vào sữa. Chuyện là chuyện này là chỉ có một mình cậu làm hay là còn có ai nữa? Dạ, chuyện này là chỉ có mình em làm thôi ạ. Do lúc đó em ghét chú Mạn quá, thế nên nhân lúc mọi người không để ý, em đã cho đất vào sữa. Em à, hóa ra mày ghét chú Mạn, mày bỏ đất vào sữa để mày vu oan cho chú ấy. Thế sau này mày không mưa chú thì mày cũng bày trò để mày đổ lỗi cho mọi người đúng không? Hả? Dạ. Cái thằng Tây này dại thế. Thôi được rồi.
Coi như là thằng cháu Tây nó trẻ người non dạ, nó chót dại. Từ sau là không được làm như thế nữa, nhớ chưa? Thôi, mình người lớn rồi, mấy chục lít sữa đấy coi như là của đi thay người. Cháu có muốn nói gì với mọi người nữa không? Mong mọi người bỏ qua cháu lần này ạ. Mày bị động kinh đấy, bệnh của mày không nên giấu. Chứ nếu mà không có tao á, thì cái làng này không ai chữa được cho mày đâu. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chú bạn đi. Cháu cảm ơn chú. Giờ nghĩ lại, chỉ có mỗi cháu nghĩ sai về chú thôi. Lúc đấy chú có thể bỏ mặc cháu, thế nhưng nhờ chú biết, chú đã cứu giúp cháu trong cơn co giật ạ. Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Lỗi lầm mới cảm ơn cái đếch thì. Mày chỉ là đang bị thao túng tâm lý thôi. Tao biết thừa. Cháy nhà mày ra mà chuột đời đếch biết được chứ ngờ nhỉ. Ai bảo ông Mạn trong giang hồ thế kia muốn người ta xem mình là người tốt cũng khó. Vậy bây giờ chú Mạn có ý kiến gì nữa không? Tôi bây giờ có ý kiến cũng thay đổi được cái đếch gì nữa. Từ lúc thằng này dính cái mác tù đến giờ, mất quyền được tôn trọng, quyền được tin tưởng. Buồn lắm. Lòng người nó bạc quá. Mọi người vẫn luôn có cái ánh mắt kỳ thị những người đi tù về. Biết thế thằng này ở mẹ trong trại, ít ra còn được cán bộ đối xử nó bình đẳng. Thế này mọi người ạ, chú Mạn đã nói như thế rồi, tôi cũng có vài lời. Các cụ bảo rồi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại cả. Những sai lầm của quá khứ chú Mạn cũng đã phải trả giá rồi. Bây giờ về với xã hội, nhà nước cũng đã trao lại quyền công dân cho chú đấy. Mọi người có không yêu thương thì cũng nên có một chút tôn trọng chú đấy. Lời nói tuy vô hình nhưng nó cũng là con dao giết chết cả một đời người đấy bà con ạ. Tiện đây tôi cũng nói luôn với bà con như thế này, nhà ai mà có sữa mang đến điểm thu mua ấy thì cũng phải bảo quản cho nó tốt, không nhỡ kẻ gian nó hãm hại, đến lúc đó ảnh hưởng đến bà con, nó còn ảnh hưởng đến cả điểm thu mua nữa, đúng không ạ? Mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi, bà con ai có việc đi làm việc người đấy đi nhá. Thôi được rồi, bà con tiếp tục đi vào cân sữa đi nhá. Thôi đi về, thằng này đi về. Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi chú ạ. Chú Mạn này, cháu tin là sau lần này bà con sẽ có cái nhìn khác về chú. Thôi mình về đi chú đi. Linh, con đi học về rồi à? Ơ kìa, Linh, sao mẹ gọi con không trả lời? Con sốt à? Hả? Bị làm sao đấy, nói mẹ nghe xem nào. Con không đi học nữa đâu. Ơ kìa Linh, sao thế? Sao lại không đi học nữa? Ai trêu con à? Kể mẹ nghe xem nào. Con rủ các bạn về nhà chơi, nhưng các bạn chơi nhà mình nghèo, lụp xụp như cái chuồng bò. Không sao đâu con, tuy nhà mình nghèo nhưng hai mẹ con mình vẫn hạnh phúc cơ mà. Không, con không đi học nữa đâu. Bà làm sao mà từ lúc sang đến giờ cứ thở dài mãi thế? Có gì thì nói đi. Sao cái số mình nó cứ hẩm hiu như này không biết. Làm chuyện gì cũng không xong. Bà đừng nói linh tinh nữa. Bà không biết được đâu. Cái chỗ bàn học của con bé Linh nó dột từ năm này đến năm nọ, suốt ngày ẩm mốc. Nghĩ mà thương con bé. Tôi cũng định sửa lại cái nhà cho nó khang trang, nhưng khổ nỗi tiền bán sữa được bao nhiêu lại trả ngân hàng bấy nhiêu, nợ nhu chúa trộm. Bây giờ mà muốn vay thêm người ta cũng chẳng cho vay nữa. Thôi bà đừng buồn nữa, hai mẹ con sống với nhau khỏe mạnh là vui rồi. Còn chuyện nhà cửa thì thật ra cái Linh nó vẫn còn nhỏ nên là cũng không thể tạm bỡ mãi được. À, tôi còn một ít tiền chưa dùng tới đấy, hay là bà cầm lấy rồi sửa tạm đi. Thôi, bà cũng phải đi vay mà, còn nhiều việc cần tới nữa. Linh ơi, ra để về đi con. Dạ vâng ạ. Con
chào cô giáo Quỳ ạ. Hai mẹ con về cẩn thận nhá. Mình về đây nhá. Các bạn chơi nhà mình nghèo lục sục như cái chuồng bò. Mình thật là vô dụng, biết bao giờ mới sửa nổi cái nhà. Thành đã có manh mối hay có tin tức gì về cái thằng ăn cắp tiền nhà cái thằng Mộc chưa? Công an họ vẫn đang điều tra. Nhưng mà anh nghĩ là tâm chú sáng, chú không làm thì chú sợ cái gì? Sợ á? Thì em sợ cái đấy kì. Nhưng mà nó khó chịu. Đi từ đầu làng đến cuối làng này, gặp ai người ta cũng nhìn mặt mình với cái ánh mắt thù hằn. Thôi được rồi, chuyện này anh cũng sẽ sát sao hơn. Đó cũng là số tiền lớn. Anh em nhà thằng Mộc nó cũng sốt sáng lắm. Ơ, mẹ con có Thùy đấy à? Cháu chào bác ạ. Cháu chào chú ạ. Ừ. Vào đây ông cho hộp chưa? Dạ, ông cho cháu nhiều lắm rồi ạ. Con bé này buồn cười nhỉ. Tao cho cún cho gì mày. Đây. Cảm ơn ông đi con. Hai mẹ con ngồi nghỉ ngơi đã. Dạ thôi ạ, cháu còn dở tí việc. Ở nhà còn đội thợ nữa. À, xây nhà. Thế định xây mấy tầng? Bác cứ khéo đùa. Cháu có mãi mới được tí tiền sửa lại cái mái ngói cho nó đỡ rột. Quá, nó rột hết rồi ạ. Ừ, cũng sắp đến mùa mưa rồi đấy. À, thôi đi về đi, lúc nào rỗi ông sang chơi nhá. Dạ vâng ạ. Thế cháu xin phép cháu về trước ạ. Ừ. Chào bác ạ. Ừ. Cháu cho hai ông ạ. Ừ. Cái con bé là con cái nhà ấy. À, nó là con nhà bà Mị ở giữa làng ấy. Ngày xưa đang học cấp 3 thì chẳng may có bầu. Thế là phải nghỉ học. Bây giờ thì ở nhà chăn bò đấy. Rõ khổ. Lúc sướng ai sướng cho? Chú cứ nói thế. Uống nước đi. Tao tìm đến mày rồi. Có rảnh lên tao bảo. Tao tìm mày đấy, lên tao bảo. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Tao đến thu lãi theo thời hạn. Lãi gì? Lãi mày về quá về. Ờ, tôi tưởng mùng 5 tháng sau mới trả lãi cơ mà. Xem nhanh nhanh giúp em cái. Ờ, sao thời hạn trả lãi lại là 7 ngày? Các anh là bọn lừa đảo. Cái này tôi không thấy trong điều khoản hôm trước. Tao không biết. Tổng cả gốc và lãi của mày là 137,5 triệu. Tính bao giờ trả? Không, không thể nào. Không có chuyện này được. Cái này làm gì có trong điều khoản hợp đồng đâu. Các anh đang sửa lại nó. Giấy trắng mực đen này này, sửa cái mẹ gì. Không, đồ lừa đảo. Lừa đảo cái gì mà có chữ ký của mày đàng hoàng thế kia. Tôi lấy đâu tiền để trả các anh bây giờ? Tiền tôi để sửa nhà hết rồi. Mày tao sống quan tâm không? Tao cho mày 3 ngày á. Sau 3 ngày mày không trả tao thì như này này. Nhớ mà tao ấy. Ok Thùy, hai mẹ con sang tìm tôi có việc gì à? Thùy, Thùy. Ơ, sao tôi hỏi không nói gì thế? Ôi trời ơi, sao đầu tóc bù rù, mặt mũi trắng bệch thế này hả Thùy? Bà bị làm sao đấy? Không, 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 tôi không có chuyện gì đâu. Tôi về trước đây. Ơ, Thùy, Thùy ơi. Ai da, nhà sửa sang lại đẹp phết nhở. Bố con này, tiền định bao giờ trả? Anh, đến hạn rồi. Van anh, tôi xin anh. Mày van tao tiền rơi lại được à? Tôi không có, tôi thật sự không có. Mày chưa có đúng không? Để tao vào nhà mày xem có cái gì không nhá. Anh làm gì vậy? Mày ngậm mồm lại. Không cần cho mày ăn cháo trong viện đây.
kia. À, bố mày nhìn thấy hai đôi bò đằng giá rồi đấy. Chúng mày chết rồi. Anh ơi, tôi van anh mà lấy bò thì tôi không biết làm cái gì để mà trả anh nữa đâu ạ. Vậy còn rảnh nhá, tiền tao mày đã giấy đâu. Mà mày thích làm gì cũng được. Đừng làm mất thời gian tao. Bỏ ngay tay tao. Thằng quỷ, cứu tôi. Tôi biết đây là có chuyện mà. Mày là không cho tôi buôn bán được. Alo em đấy, em vừa ra mặt cô Thùy rồi. Mấy hôm nữa em sang nó trả tiền ngay thôi mà. Anh yên tâm nhá. Em về đây. Gì đấy cô em, tính trả nợ giúp con Danh này à? Những hành động giết nợ của anh là đang vi phạm pháp luật đấy. Có gì từ từ nói, còn không á, tôi báo công an đấy. Ủa, ghê thế cơ, mày báo tao quá. Đi về cả sao rồi, đen lại đến tận nhà. Chết. Ui giời, đã không có tiền rồi lại còn sửa nhà. Cứ đà này á, chết chắc với cái thằng kia. Mà chị dã quỳ lại vào can làm gì? Chúng nó trong một trận lại khổ. Ồ, thế hai đứa có chuyện gì đấy? Còn chuyện gì nữa, bà Thủy chẳng biết tính toán thế nào. Vay tiền bọn xã hội đen mày đến đòi, nhục cái mặt. Mày giỏi báo tao quá. Anh mà còn đánh mẹ con Thủy, tôi báo thật đấy, không phải dọa. Mày tin không? Mày chưa? Anh làm cái quái này hả? Đánh động tay động chân phụ nữ à? Cái cậu kia, hey, cậu là ai mà cậu vào làng phá xóm thế hả? Hết slong già, tôi đến đây để thu nợ. Nhưng con Danh con kia nó không chịu giả tôi, nên tôi phải xiết nợ, ok chưa? Măng ma cứu cháu với. Thế có chuyện gì? Chúng nó là lừa đảo, chúng nó lừa cháu. Ban đầu cháu vay trên cái app có 50 triệu, chúng nó ghi là không tính lãi. Thế mà bây giờ nó tính 25% lãi một ngày, mà một tuần phải trả rồi bác ạ. Trời ạ, nhưng mà sao bà lại biết đến cái app vay tiền đấy hả? Thì anh Mộc chỉ tôi vay trên cái app đấy đấy. Cháu thử kể rõ mọi chuyện bác nghe xem nào. Chuyện là... Có phải mày đang cần tiền đúng không? Dạ vâng ạ. Mà sao anh lại biết ạ? Anh thì cái gì chả biết. Mà mày cần tiền làm gì ấy? Em định sửa lại cái máy nhà. Nó rột quá anh ạ. Thế sửa nhà hết nhiều không? Dạ cũng phải 6-70 triệu đấy anh ạ. Ai à? Hết nhiều anh nhờ. Thế mày cần đánh giúp không? Dạ. Anh giúp như nào ạ? Đây nhá. Đây là cái app vay tiền online. Anh hay vay tiền ở đây. Không lấy lãi mà lại được thời hạn lâu. Mày muốn vay bao nhiêu cũng được. Đấy. Đầu tiên nhá, mày phải tải app về. Xong rồi mày nhập cái mã giới thiệu của anh vào. Mã giới thiệu là cái gì đấy anh? Thì là cái mã mà được để ưu tiên đấy, bạn bè đấy. Mà mày đưa máy đây, anh tải luôn cho nó nhanh. Mà thôi anh ạ, em sợ lắm. Trời ơi, sợ cái gì mà sợ. Anh vay suốt có làm sao đâu. Nhưng mà thôi anh cho em thời gian suy nghĩ ạ. Suy nghĩ chả nghĩ cái gì hả em. Bây giờ mày phải hiểu cái Linh này. Nó đi học, nhà cửa thì rột nát, nghèo khổ. Mày có thấy thương nó không? Dạ vậy để hôm sau em trả lời anh ạ. Ui giời, nhanh lên nhá. Không là mất cái số ưu tiên đấy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Gia Quỳ, cháu về xem thằng Mộc có nhà không, gọi ngay sang người cho bác. Này nha, tất cả phải gọi nhá. Con này, mày đừng có mà gặp mọi phút người nhá. Rõ ràng là anh giới thiệu cho em cái app đấy mà. Nhưng việc vay không việc của mày, tao đâu. Anh Mộc, anh lắm chuyện thế nhở? Bây giờ anh lại còn đi giới thiệu app vay lặng lai cho cái Thủy nữa. Thì mọi lần bí tiền, tao vẫn về ở đấy. Biết đâu cái vụ lái lờ chất cổ thế đâu. Anh Mộc, anh nói thật đi. Có phải anh giới thiệu người vay cho cái app này, anh sẽ được hoa hồng không? Không. Thôi đi ông anh, sợ gì mà không dám nhận. Ông có sắp đến lãi rồi đấy. Mau thu xếp tiền trả tôi đây. Chú thư cho anh vài hôm nhá. Mà thôi, mọi người ở lại giải quyết công việc nhá. Cháu đi có việc đi. Mày về ở đây giải quyết công việc đó. Đi xoay tiền đóng lãi không đánh đo bây giờ đấy. Anh Mộc. Chưa thôi, ông bà đừng có nói nhiều nữa. Thế tôi có con Danh kia, có trả tiền không? Cháu hiểu rồi bác ba. Số tiền nhỏ mà anh Mộc vay chính là chim mồi. Còn khi vay số tiền lớn thì nó lại là khác đấy ạ. Cũng khôn ra rồi đấy. Nhưng mà thôi, tóm lại lòng vòng làm gì. Tiền của tao đâu, trả đi. Anh ấy cho em xin ạ. Giờ em không có tiền trả anh đâu ạ. Thế mày tính bao giờ trả? Anh thôi đi, anh đừng tưởng chúng tôi ngu. Không có luật pháp nào cho phép vay đến 25% số tiền gốc như các anh đâu.
Hành vi của các anh chính là vi phạm pháp luật đấy. Tôi sẽ báo công an để đánh sập đường dây cho vay qua mạng của bọn anh. Đúng rồi chị ạ, báo công an bắt chúng nó đi chị. Báo công an đi chị ạ. Mày chúng mày tao cho chúng mày nó lại đấy. Tôi gọi cho công an tỉnh đấy. Đúng rồi, cháu gọi đi. Như nào? Như mồ nào thế? Chưa tí cũng không xong nữa. Mày là thằng nào? Mày thích xem sự của tao. Bố mày đếch thích, nhưng mà bố mày ghét cái kiểu làm ăn dơ bẩn của chúng mày. Mày nói gì bẩn đấy? Mày con chó này. Con là chó. Mày nói cái gì? Bố mày cho mày nói lại câu nữa. Anh xin này, bỏ ra. Mạnh, để cháu đưa lên đi xã. Bỏ ra, xin này. Cho lên xã bây giờ. Nói thật với chú, cháu cũng chỉ là thằng đòi nợ thuê thôi. Chú với mọi người đừng có làm khó cháu nữa. Bây giờ cháu chỉ cần chị này trả đủ cho cháu 50 triệu tiền gốc là được rồi. Tiền lãi cháu không cần nữa. Thùy, báo mau vào lấy số tiền đã vay rồi trả lại cho chúng nó đi. Tôi còn tiền đâu mà trả. Tôi mua vật liệu với cả trả công thợ. Hết còn có 20 triệu thôi. Thôi được rồi, 50 triệu nó cũng không phải là số tiền nhỏ. Con bé cũng phải đi làm kiếm tiền trả nợ số đó. Bây giờ như thế này, cháu cứ trả trước cho anh này 20 triệu đi. Số còn lại 5 tháng nữa anh quay lại đây. Đúng 1 tháng không được kém. Ở đây mà có quyền ra điều kiện á. Thôi được rồi, 3 tháng. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, lỗi là tại con. Không, mọi chuyện qua rồi con. Con sẽ không xấu hổ vì nhà mình nghèo nữa mẹ. Được rồi, con ngoan lắm. Đây cũng là bài học cho dân làng phố mình. Hiện nay cuộc sống ngày càng phát triển, kéo theo đó là những chiêu trò lừa đảo qua mạng, và đặc biệt là app vay tiền. Nên là mọi người cần phải thật tỉnh táo. Chúng thường dùng chiêu trò thả con săn sắt, bắt con cá rô. Những người mà vay ít ấy thì chúng sẽ không lấy lãi, để tạo lòng tin cho những người vay nhiều. Mà khi đó những người vay nhiều thì là vào dọ rồi. Đây, cháu nói bác mới để ý. Cái bọn này á, nó còn tạo cái chương trình khuyến mại để cho người dân nhận hoa hồng. Ê, mọi người đừng có mà vì vài đồng tiền lẻ mà bán rẻ làng ta nhá, nhớ chưa? Mà chú Mạn này, hôm nay anh cũng phải cảm ơn chú. May mà có chú sang đây dạy cho bọn kia một bài học, không biết thế nào. Ừ, có gì mà anh phải khách sáo đấy. Mà thôi, em đi về đây. Cháu cảm ơn chú. Không có gì đâu. Mọi chuyện cũng được giải quyết xong hết rồi. Bác cũng phải đi về bên nhà đây. Mà Gia Quỳ này, về nhớ bảo với thằng Mộc á, mai sang sửa nhà cho con Thùy đi. Không tao lôi cổ lên trên xã đấy, nhớ nhở? Vâng, chào cháu bác. Kìa chú ba, đợi cháu đưa. Anh về luôn Thùy nhá. Còn bà nữa, đây là bài học nhớ đời đấy. Từ sau đừng có dại dột như thế nữa. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn bà. Người ta bảo ấy, một giọt máu đào là hơn ao nước lã. Nhưng mà nhà cái thằng đấy là sống là bạc hơn vôi. Ai ơi, tiên sư mày, đến cả mày cũng chống đối tao à? Tiên sư mày, trời ơi, cuộc đời này. Ơ kìa chú Chiến, thế sao lại nằm vật vã ra đây ăn vạ thế này hả? Ôi, em đói quá, chả có cái gì ăn, mệt, phải ngồi đây bác ạ. Chú cứ đùa, thế lão bất chưa đền bù tiền cho chú à? Rồi, cái lão kiệt sỉ đấy thì được đồng nào? Đấy, bảo đền bù cho tôi cái ao cá đấy, có thấy đưa đồng nào đâu. Chắc là lão ấy nhiều việc quá nên lão ấy quên thôi. À mà đây, tôi tiện có cầu sữa, chú uống tạm cho đỡ đói. Chị em chìn. Trời ơi, cái vô công rồi nghề chứ cái đấy thì làm gì có việc gì mà bận. Bà ạ, bác ạ, cái sữa này bao năm rồi ấy, hôm trước bác cho em uống thử vị như ngày xưa nhỉ. Mà cái này ngày xưa cái ông anh em ấy, ông Bất ấy, là còn uống vụng của em mấy hộp ấy. Thế mà giờ đấy. Thôi được rồi, nghe anh bảo đây, bây giờ anh có việc anh phải đi trước. Thì chú cứ lựa sang nhà lão Bất, chú nói từ từ thôi, hiểu chưa? Nếu mà không gì thì cứ báo cho anh, nhớ chưa? Vâng, bác cứ đi đi. Thế anh đi đã nhá. À,
cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Alo, thế bà bao giờ về? Ôi dồi ôi, từ ngày bà đi ở nhà vắng vẻ, con chó nó đẻ được những 4 con, mặt nó to tròn giống bà y đúc. À, cái việc mà tôi húp của thằng Mộc 100 triệu ấy á, còn lâu mới ai biết được. Chiến nát nó gây vào phá đám ấy mà, có vấn đề gì đâu. Nhá. Rồi. Tôi biết rồi nhá. Tôi biết cái mặt ông rồi nhá. Cái gì hả? Ai cho mày vào nhà tao? Ai cho mày tự ý vào nhà tao? Ôi trời ơi, bên ngoài thì học thức đạo mạo, bên trong thì khắm như dám đi. Cái gì? Mày bảo ai khắm như dám đi hả? Mày cút khỏi đây luôn. Nhà tao không tiếp cái loại mặt như mày. Hả? Thế này, tôi không thèm nhá. Chẳng qua là tôi nghĩ là có tí máu mủ ruột già. Ê, tôi sang cái xin ít cơm. Thế nhưng mà ai ngờ tôi mới biết cái mặt ông. Biết cái gì hả? Chả có biết cái chuyện gì hả? Nào đâu, bằng chứng đâu. Mà nhà tao á, không có cơm để cho mày nhá. Cơm thừa tao cho chó ăn rồi. À, thì ý ông là như nào? Ý mày như nào? Tôi chả làm sao bây giờ, tôi nói luôn cho ông biết này. Bây giờ mà ông không nốt 50 triệu ra đây nhá, tôi sẽ rêu rao cho cả cái làng này biết là cái bộ mặt thật của ông. Xem ông có cái mặt mũi nào ông ra đường ông nhìn người ta không nhá. Trời ơi, mày nhìn tao lại sợ mày à hả? Cái thằng nát rượu này. Tao không làm nhá, tao không sợ. Mày làm gì được tao? Không làm tôi biết thừa rồi, còn không làm còn cái à? Ôi giời, cái mặt mày á, cái loại nát rượu như mày á, tao cho mày đi nói thật, không ai thèm tin nhá. Thách thằng này đúng không nhá? Đợt này thằng này chơi liều ăn nhiều luôn, cứ đợi đấy biết chưa? Tao thách cái mặt mày đấy nhá. Được rồi, đợi đấy nhá. Mày cút luôn đi. Ông cứ đợi đấy. Tao lại sợ mày quá nhá. Mà tao nói cho cái mặt mày biết này, bao giờ ấy mà lươn đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta yêu mày. Quên, thì ta mới đưa tiền cho mày nhá. Ông cứ đợi đấy biết chưa? Úi giời, tao vẫn đợi đây nhá. Chết cụ mày chưa, đâm vào cổng chưa? Dài, ăn được tao ấy. Không được đâu chú ơi, mạng người cả đấy. Úi giời ơi, cái thằng này sao mày ngu thế nhở? Mày dọa cho lão ta một trận rồi cho lão ta sợ không dám ở cái làng này nữa, chứ ai bảo mày lại đi. Thế phải làm thật hả chú? Hay là chú cháu mình cho chú ít tiền? Tao nói thật với mày nhá, cái thằng Chiến nát ấy, nó tham như mõ ấy. Cho nó một lần rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi nó quen mùi thấy mùi ăn mãi thì tiền đâu mà cho nó nữa. Khổ quá, cũng có tí ruột thịt mà cháu cũng hơi ngại. Ui giời, từ trước đến nay á, cái thằng Chiến nó nhìn chú cháu mình nó đã không vừa mắt rồi, thì kiểu gì á, nó cũng sẽ tìm cách để nó phá chú cháu mình nhá. Chú Chiến chỉ không ưa chú thôi. Mà cháu có làm gì đâu. Cái thằng mày chả biết cái giống gì à? Mày cùng họ với tao mà mày ngu. Này, trước sau gì ấy, nó cũng sẽ tìm cách để nó phá chú cháu mình. Mà cái thằng này không biết mày suy nghĩ cái kiểu gì nữa. Tao đã giúp mày, tao cho mày vay tiền rồi. Rồi là cái vụ cái ly tao đã giúp mày để tán nó rồi. Tuy được chưa thành công. Thôi. Vụ cái ly nhá, suýt nữa thì cháu toàng. Mà chú có gì chú nói luôn đi, vòng vò suốt. Ý của tao là bây giờ ấy, phải làm sao để cho cái thằng Chiến này nó ra khỏi làng đi. Đấy, để sau này có mối gì làm ăn ấy, tao được bát cơm thì mày cũng phải được bát cháo. Chứ giờ để nó ở đây á, sau này đất chả có mà ăn được con ạ. Chú nói là nghe rất là vô lý nhưng lại hợp lý. Chả thế không à. Lại tao bảo Thế cháu đi luôn nhá. Chả không à, đi luôn đi. Làm tốt có thưởng nhá. Chiều đang dần buông hạt mưa rơi xuống không ra lăng yên. Truy tư vân vương một mộng mơ, đơn phương như đến một làng thơ. Nhưng thật cay đắng khi biết là ôi, cái gì đây, quay lại. Ôi, à.
ai mà đứa nào làm tao đây? Ai mà chở ai đứa nào làm tao đây? Chim kia đậu ở trên cây, vì sao chim lại tới đây thế này? Chú bắt, cứu cháu, chết người rồi. Cái gì? Làm thế nào mà chết? Tao bảo mày là chỉ giấu mặt, dọa cho nó một trận thôi mà xong mày lại để chết người. Cháu làm như là chú cẩn thận chùm bao tải đánh, nhưng mà cháu lỡ tay. Ôi giời ơi, cái thằng này. Ôi giời ơi. Thiếp, mày có để quên cái gì ở hiện trường không? Có ép bao tải. À, không, cháu cầm về rồi. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Mày nói nhanh lên thế nào mà cứ như táo bón đấy hả? Nhưng mà cháu sợ tóc cháu rơi ở hiện trường. Cháu xem mấy bộ phim trinh thám hay có cái cảnh đấy. Cái thằng ngu này. Mày nhìn xem tóc mày có cái nào để rộng không hả? Ngu. Thế thì bây giờ phải làm sao hả chú? Bây giờ tao với mày phải nghĩ ra bằng chứng ngoại phạm. Nhớ là phải khớp lời khai, nhớ chưa? Bố ơi! Chuyện lớn rồi bố ơi! Bắt cả nhà em bố ơi! Ông bắt đâu rồi? Ra xem nào! Công an đang đến nhà ông này! Bình tĩnh! Mày bình tĩnh! Theo chú! Ôi! Mà cả! Úi dồi ôi! Cái gì thế này? Lúc nãy con đi tuần, thấy chú Chiến nhà mình rất là ven đường. Mà anh Mộc cũng ở đây à? Ôi giời ơi, con ơi là con. Mày rước người chết về nhà làm cái gì? Bố sao thấy chết đâu mà chết. Con vừa đưa chú đi kiểm tra, chú chỉ ngất thôi. Thế là vẫn sống à? Vẫn sống, bố nhìn lên ngực, phập phồng bên kia mà. Thế nó không bị làm sao? Thì mày rước nó về đây làm cái gì? Hả? Hả? Sao bố cứ đánh con đi? Này, ông nói thế là không được đâu nhá. Thế ông Chiến với ông chả là anh em ruột thịt à? Thế bây giờ ông ấy bị như thế, không đưa về đây đưa về đâu? Nhà ông ấy có ai ở nhà đâu? Này, tôi nói cho ông biết nhá. Thóc đâu mà đãi cái của nợ này hả? Ông bế nó đi đâu thì đi đi nhá. Kìa bố, dù gì cũng là giọt máu trên giọt máu dưới với nhau, mình không thể cạn tàu gió máng như thế được. Đúng rồi đấy, các cụ đã bảo rồi, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Ông phải có trách nhiệm chứ. Ông biết cái gì về chuyện gia đình tôi mà ông nói hả? Còn cái thằng này nữa, mẹ mày thì đi vắng, tao mày lo cái thân chưa xong, giờ rước cái thằng nửa sống nửa chết này về đây ai lo hả? Mày lo à hả? Bố này cứ nói thế. Sao ồn ào thế? Chú Chiến, chú tỉnh rồi này. Chú Chiến, chú thấy đau nữa đâu không? Cậu là ai? Chú nhận ra cháu không? Chú nhận ai đây không? À, tao biết rồi. Mà lão ấy bị làm sao mà mặt nhăn như quả táo tàu này? Chi à? Đập trong phật giả vơ vào. Chú không nhận ra bố cháu à? Không, quen biết gì. Mà đây là đâu? Nhà tao à? Nhà tao nhá. Mày tỉnh rồi đúng không? Tỉnh rồi thì cút đi. Đây là nhà tao. Có cái gì ấy sai? Khả năng chú ấy bị đánh vào đầu nên mất trí nhớ tạm thời ấy. Ôi, anh ba. Ừ, anh ba đây. Anh chưa đi làm à? Em nghe nói là anh được nhận vào công ty sữa bao vì làm rồi mà. Thôi xong rồi. Cái chuyện đấy cách đây 20 năm thì chú Chiến á. Để cháu đưa chú đi viện kiểm tra. Tao không thèm. Chú Chiến. Chào bác Tản nhá. Hôm nay ông sang nhà tôi có chuyện gì thế? Hay là chú Mạn lại cầm nhầm đồ gì của ông à? Giời, cái bác Tản này nhớ lâu thủ dài thật đấy. Chuyện cũ bác cứ nhắc lại làm cái gì cho nó đau lòng nhá. Này, cho em hỏi tí không phải. Dạo này bác vẫn khỏe chứ? Tôi chờ những lúc yếu. Mà có chuyện gì thôi để lúc khác. Tôi chưa rồi, cũng chuẩn bị phải nấu cơm. Thì thôi để em vào thẳng câu chuyện luôn nhá. Em nói nét một câu như này này. Hôm nay em sang đây ấy là muốn hỏi ý kiến bác và gia đình là cho em thuê lại cái miếng đất ở đầu làng. Không được. Này, cái bác này, bác học đâu cái thói từ chối mà khi chưa biết giá đấy à? Em trả giá hơi bị cao đấy, mà em nói thật với bác nhá. Cái miếng đất đấy nhà bác ấy, để không nó lãng phí ra. Chú biết là nhà tôi để không à?
miếng đất đấy nhà tôi đã có dự định hết rồi. Chú thông cảm. Ui giời ơi, cái bác tản này. Em nói với bác nhá, em biết là trong quá khứ là hai gia đình nhà mình ấy là có rất nhiều những cái xích mích to nhỏ với nhau. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu năm trôi qua rồi thì bác không phải 9 bỏ làm 10 đi chứ, thì bác cứ chấp cái chuyện quá khứ để làm cái gì. Nhưng mà chú phải hiểu rằng cái mảnh đất đấy nhà tôi không có dự định cho thuê. Ở bên nhà Vũ Lan còn mấy ô, ông sang đấy mà hỏi. Nhưng mà em nói thẳng luôn này bác biết này, em lại chỉ thích cái miếng nhà bác thôi. Thôi được rồi, bây giờ không vòng vo tam quốc nữa. Em nói luôn này, em trả bác 5 triệu một tháng chỗ thuê mảnh đất đấy. 5 triệu? Ừ, 5 triệu. Vị trí một năm là bác có 60 triệu là được cây vàng rồi, còn gì nữa. Gửi ngân hàng á, cũng có tiền đi uống rượu hàng tháng nữa, phải xin vợ. Nghe cũng xuôi đấy nhỉ. Xuôi cái gì nữa đây này. Hợp đồng thì em cũng soạn kỹ đây rồi. Rồi bác xem mà ký vào đây luôn đâu, đi đâu, đưa, đưa xem nào. Đấy, ký. À không được. Cái mảnh đất đấy vợ chồng tôi dự định là xây nhà cho chú Mạn rồi. Đang lưỡng lự là không biết chú ở lại làng hay là đi lên thành phố lập nghiệp. Thế mà bác chả nói. Từ lúc cứ làm người ta hí hài hí hửng, tưởng là được việc. Mà cái chú Mạn nhà bác ấy, với lại cái chiến nát nhà em này, tốt nhất là bán sới khỏi làng này cho nó được nhờ một thằng này nát rượu, thằng thì tù tội về thì làm cái gì. Ơ cái chú này, sao chú nói chú Mạn nhà tôi thế? Thì em nói thế chả đúng à. Thế thì chú đi về đi, trưa rồi tôi còn phải vào làm cơm. Đấy đấy, rất mất dạy nhá, toàn đuổi khách ấy. Sau lừa cả một bóng đá không mà biết mặt. Mộc đây à? Chú Tài ạ. Mày làm cái gì ở đây đây? Ừ, cháu không hiểu sao có trên má của cháu tuy nhiên lại không nổ. Sao mà lại không nổ? Thì cháu vừa dừng xe ở quán nhà bà Loan, mua hết đồ xong đi đến đây chết máy luôn. Hay hết xăng. Đâu tao kiểm tra xăng. Mày đưa cho tao cái máy lửa đây xem nào. Ôi ok chú Tàn, cháu chưa lấy vợ đâu. À chết thì tao quên đi. Ồ, xăng vẫn còn đầy đây. Không hiểu sao nhỉ chú nhỉ. Điện đóm chó nó cắn nhờ, à chuột nó cắn nhờ. Ui giời ơi, cái thằng đầu đất này khóa xăng thế này thì đi thích chó nào được. Không biết thằng nào khóa xăng của cháu. Mày đúng là thì ngu hết phần của người. May hôm nay có chú Tản, không thì cháu dẫn bộ về. Mà thôi, chú lên xe cháu đưa chú về. Về là về thế nào? Tao còn chuẩn bị đi nhậu bây giờ đây này. Ê giời, hôm nay chú được thả cửa à? Mấy khi mụ vợ về quê. Thôi thế này đi, nhân dịp hôm nay là cháu vừa trúng quả cũng có tiền, cháu mời chú đi giao lưu một tí có được không nhỉ? Mày vẽ quá. Ê, tao có hẹn rồi. Thôi chú lên xe đi, lên xe đi, lên xe. Đây là mày mời tao đấy nhá. Chuẩn luôn đi. Thôi đi từ từ thế thế nào. Đây, chú đi vào đây. Ôi ôi, mày đưa tao vào đây làm gì? Vào đây là giao lưu văn nghệ, làm tí gọi là music quê. Ôi dồi ôi, già sắp trúng lỗ rồi. Hát mèo cái gì, mày bảo đưa tao đi nhậu cơ mà. Thì vào đây chú không hát này, chú uống rượu Tây ấy, dùng một tí nhân viên. Nhân viên á? Ừ. Chứ ở đây nó có sụp bình xăng không? Có. Thì chú vào đây, vào đây, vào đây. Ok. Bà chú ơi, để cho đi nhân viên nhá. Lên nhạc, lên nhạc. À này, thì lúc nãy tao thấy mày gọi một đĩa nhân viên là cái gì đấy? À, thì chú chợ bảo là chú già yếu à? Ừ. Mấy em đấy là chú Vin. Ui ôi, tao cũng thích lắm. À này, không được. Làng xóm mà biết người ta ném kích vào mặt cho. Ôi, bác Tản à, tình cờ quá, lại gặp bác ở đây rồi. Nó xuất hiện thằng chó này rồi. Ôi, bác cứ ngồi xuống đấy đã. Gớm mà chả mấy khi anh em gặp nhau ở đây. Thì thằng kia, chắc bia. Nghe, ủ như nhau tí cho tình cảm nó vốn không có, đừng có để nó xếp mẻ, nó phải đi lên chứ này. Nào, chặt nhanh lên. Dùng. Mà cái thằng này từ sau đi mình gọi chú. Đây đây chú đi mình. Nào, ở đây. 2, 3, dơ. 2, 3, dơ. 2, 3, uống. Uống. Ra đây. Rồi. Mộc, đưa cái mic đây để tao kiểm tra âm thanh quán này. Đây chú. Ý được luôn. Ui, được đấy. Alo. Được. Ui giời ơi. Woo. Vì hắn mê giàu sang, kêu bán đi anh không tới. Trời em theo cuộc đời mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tôi. Em đã mang căn bệnh trái tim.
ông anh thấy em hát hay không? Ôi dồi ôi, hát hay hơn cả ca sĩ Lò Chĩ. Ôi dồi, nhìn cứ buồn cười. Ơ, mà cái thằng kia, tại sao mày để chú mày hát đơn ca thử nãy giờ mỏi hết mồm rồi? Ờ, gọi nhân viên lên đi. Ờ, kiếm em làm nó phải sexy vào. Nhớ chưa? Mà bây giờ chuyển sang uống rượu đi. Uống bia bao giờ cho nó say. Cháu chuẩn bị cả rồi. Uống một loại thôi, uống hai loại là lắc người đấy. Đây. Ui giời, bác Tản là tiên tử của cái làng này, bác lại cần sợ cái vấn đề đấy. Thằng kia, rót rượu, nhanh. Đây, luôn này. Chắc đây mà. Ít thôi. Ai? Ông có biết đây là số mấy không? Ồ, ba chứ mấy. Ôi giời ơi, ba. Ôi giời ơi. Mày cứ để đây chữ mộc. Cuộc đời này thật là éo này. Thôi mày nói ít, mày cầm cốc bia rồi. Tao nói cho anh Tản biết này. Thằng Mộc nhà em ấy, gia đình nó còn khó khăn lắm. Ừ. Đấy. Như anh biết đấy. Ừ. Bố mẹ nó thì mất sớm. Ừ. Giờ còn mỗi hai anh em nó. Ừ. Ruộng đất thì chả có. Ừ. Giờ nhà anh thì còn bao nhiêu ruộng đất không sử dụng đến. Ừ. Thì bác cứ cho em thuê em mở cái cửa hàng. Ừ. Cho cái thằng Mộc nó có công ăn việc làm, đúng không? Ừ. À, không được. Cứ nhậu đi ra, cái chuyện đây tính sau. Nhậu cái gì mà nhậu? Tao xin lỗi anh. Phải xong việc thì nhậu nó mới ngon được. Ừ. Này, mà anh không nhìn thấy ngoài kia. Ừ. Mấy con bé nó đang chờ để vào đây hát rồi. Em không cho nó vào bởi vì anh em mình đang giải quyết công việc. Ờ. Ô, sợ kê luôn. Cứ tiền đẹp là xong hết. Tiền đẹp cái gì? Ừ. Mộc. Đây. Đây rồi. Anh cứ đọc, mà thôi không phải đọc đâu. Ừ. Anh cứ ký luôn đây đi. Ký đây. Ừ. Chữ ký vào đây là được. Ok. Ký đi. Mà ký cái gì đấy? À, ký á? Ừ. Ký cái hợp đồng cho thuê đất ở đâu là? Ký. Ok. Ôi giời, ký đi cần gì nữa. Ôi giời ơi. Cái này em ơi. Bây giờ ký chữ tờ cứ ra chữ A thế này thì... Tờ A ta, Tản cứ ký đi. Lên. Ký chữ này, tay cứ đưa đi đâu. Ký vào đấy. Mấy con chó này. Chúng mày làm gì anh tao đây? Thằng nào ấy? Hả? Thằng này mày vào đây làm cái gì? Hả? Trời ơi! Ôi, làng nước ơi, nó đánh tôi, làng nước ơi! Nó đánh chú mày kìa! Mày bắt lấy nó, đánh bố mày kìa! Chúng mày giỏi nha! Chúng mày định chuốc anh tao say để chúng mày lừa à? Đây! Đây là ông tự nguyện, chứ không phải là bọn tao lừa. Bọn tao sẽ kiện mày vì cái tội đánh người, nhá. Chúng mày định ký vào hợp đồng gì đây? Hợp đồng gì đây? Cái gì mà thuê đất một năm đây? Này nha, đất của ông Tản nhá, ông cho thuê không, liên quan đất gì đâu. Đúng, liên quan gì? Ông mày đập to mồm chứ sao? Nhà, hỏi ba đi, ba đi. Nó vừa đánh bố mà mày không cho nó lên xa mà. Lên xa gì? Mày, đi về. Chúng mày đi đâu? Chúng mày nghĩ chúng mày đi được á? Bao nhiêu lần chúng mày làm những việc xấu, chúng mày có đổi lên cả đầu thằng này. Lần này chúng mày không chạy được đâu nhá. Hôm nay chúng mày còn lừa anh tao thế kìa. Này, thế bây giờ mày muốn thế nào? Mày không cho tao bọn tao về, mày muốn thế nào hả cái thằng trà mạng kia? Chúng mày phải công khai xin lỗi anh tao và giao ủy ban giải quyết. Ông vừa đi chơi đớ à, vẫn ngớ à, làm tay cho tỉnh nghe. Đúng rồi, thằng này khả năng nó vẫn ngáo. Này, tao hỏi mày kiện cái gì hả, cái con cóc ghẻ kia? Mày định kiện củ khoai à? Sao? Bọn tao nhá, đất bọn tao không lừa, tiền bọn tao không lừa, giấy thì vẫn chưa ký. Mày kiện cái gì hả, mày kiện cái nỗi gì?
Nếu không phải tao nghe được cuộc nói chuyện giữa mày với cả thằng Gôn bên kia nhá, thì tao đã không biết được ý định của chúng mày. Này, lát nữa mày sang nhà chú, mày lấy cái xe máy, rồi mày phóng đến trước mặt lão Tạ. Đấy, đến đúng đoạn đấy là mày phải hỏng xe, rồi nhờ lão Tạ giúp, nhớ chưa? Nhưng mà xe chú giờ thì hỏng cái quái gì vậy? Hay là cháu lấy xe chú nhá, cháu đâm vào tường cho cong vành chú ạ. Đâm cái tiền sư nhá. Ê, cháu biết rồi nhá. Né tốt đấy. Sao mày ngu thế không biết? Đầu mày không có tí nếp nhăn nào à? Bây giờ mày khóa cái van xăng lại. Đấy, xong mày đi một đoạn đến đúng chỗ lão ấy thì nó hết xăng, làm sao mà đi được nữa. Lúc ấy mày nhờ lão ta giúp. Giúp xong ấy thì mày chở thẳng đến quán karaoke. Đấy, chú sẽ đến đấy chú đặt phòng trước. Mày sẽ bảo là vào đây cháu mời chú, cảm ơn. Nhưng mà cháu sợ ông ta không vào thì sao chú? Thằng mẹ ơi, mày cháu tao mà không học được cái trí thông minh nào của tao à? Tư duy đi. Cả cái làng này ai chẳng biết cái lão Tản ấy là thích rượu chè, đúng chưa? Nhậu nhẹt, đúng chưa? Mày cứ bảo là vào đây cháu mời uống rượu thôi, đừng bảo mời đi hát, nhớ chưa? Vâng. Ý, vào đấy chú cháu mình chuốc cho say, xong lừa ký vào giấy, thế là xong. Vâng. Thế đi luôn. Thế cháu đi luôn nhé. Đi luôn. Bọn chó này. Hay quá mày đây rồi. Đây chú Bảo, đi với chú tí, có cái này hay lắm. Vâng. Đi. Này, cái thằng chào mạng kia, mày đừng có mà vu khống nhá. Nếu chúng mày đã không muốn giải quyết bằng tình cảm, bằng pháp luật nhá, thì tao dành cho chúng mày hai cái nắm đấm thế này. Thôi chú Bảo. Con chó ơi. Con chó này đứng lại cho tao. Chú bình tĩnh nhá. Đứng lại. Thôi, chú bình tĩnh nhá, có gì từ từ giải quyết. Cả cái lão này nữa, ra cho con đồ đốn. Này, mày, thế tóm lại là mày làm sao hả? Nhà có mỗi hai bố con thôi, thì chẳng nhẽ mày lại để bố mày hút canh một mình tiếp à? Con không nuốt nổi bố ạ. Không sốt mà người thì to như con Tịnh này thì ốm đau thế nào được. Thế tóm lại là có việc gì? Con không có việc gì, cơ mà có thấy nhục nhã quá. Có việc gì thì mày cứ nói luôn ra đi. Cái lòng vòng úp mà mở tết mẹ mày rồi đấy. Bố, có bao giờ bố thấy tự trách bản thân mình vì những việc mình làm sai trái hay không? Tao chả có gì để phải trách cả nhá. Mày không nghe cái ông Tào Tháo gì ở bên Trung Quốc ông ấy nói à? Ta thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta nhá. Sống mà không biết dành phần lợi về mình á thì chỉ có cái bọn thiếu iốt thôi nhá. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi. Ôi, mày còn trẻ mà cái tư duy của mày ta thấy nó quá là lỗi thời con ạ. Gieo nhân nào mà gặp quả ấy ấy thì cái bọn tham quan, bọn tham ô đã bị quân triều đình tùng xẻo hết rồi. Cái phường ăn trộm ăn cắp không khá được đâu bố ạ. Dù sống không sao, đến lúc chết xuống cõi âm không thoát được tội đâu. Mày đang điên rồ cái gì đấy hả con? Ai truyền vào đầu mày những cái ý nghĩ vớ vẩn đấy hả? Là bố. Chẳng phải hồi bé lúc con đi ăn trộm xoài, bố là người dạy con là sống phải thẳng lưng, sống phải chính trực. Vậy sao bây giờ bố lại như thế? Mày nói như thế ý mày đang ám chỉ ai hả? Mày nhắc đến chuyện ăn cắp, ăn trộm, ý mày bảo tao là người ăn cắp ăn trộm đúng không? Mày đúng là cái loại mất dạy. Tao đúng là núi ong tay áo, núi cáo trong nhà. Người làm thì có trời nhìn, bố mà không sớm hối cải thì hậu quả ập đến bố không gánh nổi đâu. Thằng mất dạy này, thằng mất hiếu này, mày sao anh dám đặt chuyện với cả anh Sơn là em có người yêu hả? Yêu đương gì, tao uống sữa lắm mà vì suốt cũng không ảo tưởng như mày đâu. Này, anh đừng có mà chối nữa. Anh Sơn nói hết cho em nghe rồi. Mà mày và thằng đấy như chó mèo, tự nhiên thân nhau thế nhỉ? Thân này không là việc của em, liên quan đến anh à? Anh này lo cho mày thôi. Thằng ấy trắng trẻo đẹp dai, mày vừa đi Tây về. Nó gần gũi mày, như đâu chơi bời thì chết rượu. Anh cứ nói liên thiên thôi. Em với anh Sơn chỉ là bạn bè. Căn bản là đợt này anh ấy đang tư vấn thêm cho em về kỹ thuật trồng cỏ, nên hai đứa mới hay nói chuyện thôi, chẳng có cái gì cả. Thôi,
cái chữ yêu hiện hết trên mặt mày kia kìa. Mày nghĩ mà xem, nhà người ta giàu có, đàng hoàng tử tế, ăn học thì đầy đủ, nhà mình xem nào, có bằng chú lợn người ta không? Anh á, tóm lại là từ bây giờ trở đi á, anh đừng có bịa đặt chuyện linh tinh với em nữa. Anh dối việc quá à? Ờ, tao dối đây. Em đi của tao đi rồi nhá, tao không muốn thấy thứ tình cảm của mày. Anh á, đúng là đồ ích kỷ, em không nói chuyện với anh nữa. Ai, đừng cho tao với. Ôi giời ơi, lạc nước ơi, sao số tôi nó lại khổ thế này? Tôi lại đẻ ra cái thằng con bất hiếu như thế này. Nó không nghe bố nó, mà nó đi nghe người ngoài bơm đẻo. Ôi làm nước ơi. Bố thôi đi, bố to tiếng như thế chỉ làm mất mặt bố thôi. Ôi giời ơi, ôi giời cao đất dày ơi. Ôi giời ơi, nó lại cần đe dọa tôi thế này. Ôi bà Lực ơi, bà về bà xem thằng con danh giá của bà, thằng con trai ngoan của bà nó đang dọa bố nó đây này. Ôi giời ơi, sao số tôi lại khổ thế này. Thả tôi dùng sợi bún tôi thắt cổ chết đi cho nó rồi. Ôi làng nước ơi. Chào ông bà, chào chú Mạn. Hết sợ lý lý, chào ông bà. Chào chú Mạn là thú kết nhé. Thằng con lợn mày vừa khạc gì ở mõm mày ra đấy. Ý là chào thằng ăn cắp đấy. Con chó này, mày thích gì? Mày thích lợn không? Anh Mộc, anh có thôi đi không? Tao sợ đếch thì không dám nói. Bao giờ nhá, chưa tìm được tiền tao về nhá, tao càng phải nói cho thằng trộm tiền tao đỡ nhở nhơ. Mộc, cháu không được nói như thế đâu nhá. Về cái vụ mất tiền của hai đứa ấy thì đã có manh mối rồi. Nếu hai anh em chúng mày mà không có cái việc gì quá quan trọng á, đi cùng bác tìm ra thủ phạm luôn. Thế bố có dám thề là bố không liên quan gì đến việc mất tiền của anh Mộc hay không? Mày không nhớ là tao cho thằng Mộc bao nhiêu tiền à? Mà tao phải lấy của nó để làm cái gì? Thế tại sao con nghe có người nói vào hôm anh Mộc mất tiền, người ta thấy bố đánh rơi bọc tiền ở gần nhà ông Long Trắng? Mày, mày lại nghe cái ông ba giả bơm đểu rồi lại về láo nháo với bố à? Bố không phải chối nữa. Hôm đó con gặp bố ở cổng nhà anh Mộc nữa. Bố, chẳng lẽ những điều hay lẽ phải bố thường dạy con chỉ là dối trá thôi ạ? Nếu hôm nay bố không nhận tội thì... Thế bây giờ mày định làm gì hả? Hay mày định tố cáo bố mày? Mày làm luôn đi! Làm luôn đi! Đã thế, bố làm, con chịu. Con sẽ đi nhận chuyện này. Dù sao, con không để người ta hàm oan được. Mày... Mày ăn cái gì mà ngu thế hả con? Tao nói thật là tao chỉ lấy tiền của thằng Mộc để tao giữ hộ nó thôi. Chứ còn ăn chơi đua đòi lêu lỏng như nó, 100 triệu hay 1 tỷ thì cũng chỉ đáng để xỉa răng thôi, không thấm vào đâu cả. Nhưng kết quả là chú Mạn lại mang tiếng là người lấy trộm tiền. Anh Mộc thì suốt ngày đi bêu dếu chú ấy. Đấy là tại cái ông Mạn ông ngu thôi. Ai bảo trước đây ông đi gây chuyện khắp nơi. Nên là sau khi đi tù về, chỉ cần ở làng này có cái chuyện gì là ai cũng nghĩ xấu cho cái ông đấy. Hóa ra là con chú Mạn mất rồi. Bao nhiêu lâu nay hóa ra là mày nổi hết cho bố. Chết mày đi. Chú Mạn, con chó. Đi lấy nữa. Chú Mạn, đi lấy nữa. Anh Mộc, bỏ ra. Bỏ ra thôi. Là chú ruột của anh đây. Chú ruột cũng mà càng ruột càng thịt. Anh Mộc, chú Bất, chú có sao không ạ? Ôi làng nước ơi, thằng tù tội nó đánh tôi. Nó định giết người, nó định đến nhà tôi, nó ác đáo tại gia. Ôi làng nước ơi. Mày kêu đây, mày kêu nữa đây. Tao quay lại clip rồi để cho dân làng ra đây xem trò cười của bố con mày. Còn hôm nay tao phải giết. Ôi, cái gì? Quay lại cái gì á? Này nhá, chú đừng có chối nhá. Không những một máy quay lại nhá, còn đây còn hai máy luôn nhá. Này Mộc, mày quên mất tao là chú mày rồi à? Hả? Mà bây giờ mày lại quên thằng mày bênh người ngoài là thế nào? Thế lúc ông lấy tiền của tôi, ông có nghĩ tôi là cháu của ông không hả? Đấy, đấy là tiền của tao, tao cho mày vay. Giờ lấy lại thì đã làm sao hả? À thế à, thế mới ông sang đòi tiền tôi, lại còn đòi xiết nhà đòi đất anh em tôi nữa. Này nhá, tao nói cho mày biết nhá, tao làm như thế á cũng chỉ là vì muốn mày làm ăn tập trung thôi, chứ còn cái ngư lêu lỏng như mày á không biết bao giờ mới khá lên được đâu nhá. À nghĩ tốt quá nhờ. Đây, nó cũng là cháu ruột của ông đây. Thế mà ông bắt nó quỳ lạy xin khất lợ, mà ông có nhớ không, chính ông nhá là người xui tôi nhá, giấu tiền nó đi nhá. Cái gì anh Mộc? Chú Bất, chú làm như thế thật ạ? À? Tao làm như thế cũng chỉ là vì... Vì cái đấy kìa. Thằng cặn bã này ấy, phải để cho em tái chế lại. Chú phải nghe anh chứ.
Mọi người bình tĩnh, nghe tôi nói đây này. Ông Bất ạ, trong việc này ông sai rồi đấy. Thì bây giờ ông nói thế nào thì nó là như thế. Đành rằng á, ông cho cháu Mộc vay tiền. Thế nhưng mà ông tự ý sang nhà cháu nó lấy lại tiền, không hỏi han, không nói gì với nó cả. Đấy, người ta quy vào tội ăn trộm đấy, hiểu chưa? Mà với số tiền 100 triệu á, không những ăn trộm bình thường mà ông còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhá. Cái ông bà này, ông nói cái gì mà truy cứu gì mà ghê thế? Làm cái gì mà phải truy cứu? Tao báo công an nhá, mày phải cho đi tù một tăng mày mới biết được. Này, Giác Huy này, bây giờ chú xóa nợ cho hai anh em mày là được chứ đúng không? Muộn rồi ông chú đang kính à? Muộn là muộn thế nào? Này, Mộc, mày đừng có bảo là mày muốn tố cáo chú đấy nhá. Thì... Anh, dù gì thì cũng là máu chảy ruột mềm. Hay là mình đừng làm căng quá được không anh? Mày bị rồ à? Bao lần mình quỳ lại ông ấy rồi, có nhục à? Cứ để cho pháp luật xử lý. Bây giờ tôi lên trực tiếp gặp công an, cho cái thằng Khứa này phải đi. Ấy, chú bạn, có gì từ từ nói chuyện đã chứ việc đâu còn có đó mà. Ừ, cái đấy thì thế cái lúc tôi bị dân làng, tôi bị tất cả mọi người chửi, mọi người dèm pha. Lúc đấy ông như nào? Ông có nghĩ đến cái chuyện ngày hôm nay không? Chú Mạn này, anh biết thời gian qua chú cũng rất là bức xúc. Thế nhưng cũng như câu ngày xưa anh nói đấy, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại cả. Đúng đấy. Ông Bất ông đã nói như thế rồi. Vâng. Chú có bỏ qua được hay không? Đấy là quyền do chú. Ông không phải nói nhiều nữa. Ơ kìa, chú Mạn. Ơ này này, này này, Gia Quỷ ơi, mày xí xóa cho chú chuyện lần này nhá. Mày đừng có mà bắt chú đi tù nữa, Gia Quỷ nhá. À đây, Mộc. Ôi giời, ui, cháu trai của chú. Mày biết thừa là chú thương mày nhất rồi còn gì nữa. Trước đây có vụ gì chú đã chia cho mày đúng không? Cháu là chú ít việc đâu. Nhưng mà bây giờ cháu với cái Gia Quỷ cũng đống nợ đấy kìa. Đống nợ à? Thôi được rồi, như thế này đi. Như thế này nhá. Bây giờ trước kia là cái Gia Quỷ nó đã trả cho chú 50 triệu rồi. Số còn lại bây giờ coi như là chú xí xóa, chú không tính bất kỳ một cái gì cả. Đấy, chú vào nhà chú lấy cái giấy nợ ra đây, chú sẽ xé bỏ trước đây ba mặt một lời có tất cả mọi người, chú xé bỏ được không nhá? Không được. Cái ông bà này, không được là không được thế nào hả? Này này, ông đừng có cái kiểu mà thấy chú cháu nhà tôi mất tình cảm, ông định kiểu là cháy nhà để hôi của nhá. Hay là ông muốn đẩy tôi vào tù để ông ở nhà ông húp bà lực của tôi hả? Ôi, đây mày xem. Bố mày đến giờ này rồi mà vẫn còn nghĩ linh tai linh tinh như thế được. Tôi nói cho ông biết đây này, nhá. Ông ấy lấy tiền của thằng Mộc á, đến 100 triệu. Pháp luật người ta quy định rồi. Ông lấy trộm 2 triệu ấy, đã truy cứu trách nhiệm hình sự rồi. Đây là còn 100 triệu. Dù cháu Mộc á có viết đơn bãi nại đi chăng nữa, thì viện kiểm sát người ta không tha cho ông đâu. Người ta vẫn truy tố bình thường, nhá. Ông nói cái gì á? Thế là đi tù à? Không đâu, đuổi theo chú Mạn. Chú Mạn ơi, chú đợi đã, chú nghe cháu nói đã. Mày tránh ra, không phải việc của mày, tao đi báo công an. Chú Mạn, cháu xin chú, cháu biết bố cháu là người làm sai, chú bị mắc hàm oan, nhưng xin chú giơ cao đánh khẽ. Bố cháu sức khỏe yếu, bây giờ ông ấy mà phải đi tù thì không biết phải sống làm sao nữa. Sống thế nào á? Thế tao thì sống thế nào? Lúc trước bố mày rêu rao cả làng tao là thằng ăn cắp, cho đến khi tao đi xin việc bố mày cũng là người phá, thế ai thông cảm cho tao? Chú Mạn, cháu biết chú là người bị chịu thiệt thòi, cháu xin chú giơ cao đánh khẽ, cháu gia đình cháu sẵn sàng bồi thường cho chú ạ. Bồi thường á? Tao không cần mấy cái đồng tiền bẩn của nhà mày. Tao đi báo công an. Kìa chú Mạn, cháu xin chú mà. Lúc chú bị cả làng hiểu lầm thì chú ba đứng ra tin chú. Bây giờ cháu chỉ mong chú cho bố cháu một cơ hội thôi ạ. Cơ hội á? Thứ tao cần là công bằng nhá. Một là mày bảo bố mày đi ra tự thú, hai á là tao mang bằng chứng lên công an. Bây giờ em với anh đi rút đơn bảo án nhá. Biết rồi, mày lại nhảy nhiều quá đấy. Mà chắc gì mình đồng ý, lắm Mạn đã đồng ý. Ồ nhờ. Hay là anh em mình sang nói chuyện với chú Mạn trước đi. Thôi, mày đi mới đi với mình đi. Tao sang gặp đấy ngại lắm. Trước cứ nghĩ oản rồi mới suốt. Thì tiện thể sang đấy, anh xin lỗi chú Mạn luôn. Chú Mạn tuy là hơi nóng tính, nhưng mà chú ấy không nhỏ mọn đâu. Chú Mạn à? Chào chú.
Thế anh em mày định tha cho lão Bất rồi à? Thực ra thì chú ạ, chú Bất cũng là chú ruột của anh em cháu. Cháu cũng không nỡ đâu ạ. Chung dù gì cũng là khúc ruột trên ruột dưới. Hay là chú... Cái con dã quỷ nói về cái chuyện tình thân tao còn tin. Cái mồm mày, lão mà không bơm tiền cho mày ấy thì cái mặt mày đi tong lâu rồi. Chú cứ nghĩ oan cho cháu ấy. Thôi nhân tiện đây cháu xin lỗi chú luôn. Cháu trẻ người non dạ, chú bỏ qua cháu nhá. Tao đấy chấp. Dạ, thế còn chuyện về đơn kiện chú Bất thì... Không có đâu. Tao bảo với ảng cu mạnh rồi. Một ấy là để cho cái lão Bất ấy tự ra mà đầu thú còn được giảm nhẹ tội. Hai là tao đi tố cáo, mà hạn là ngày mai rồi. Kìa chú Mạn. Thôi, chúng mày đừng làm nhạc. Ok. Nhân quả báo ứng đúng là không chừa một ai cả. Con gọi cho mẹ con về đi, bố có chuyện muốn nói. Khỏi nhớ bố mà có mệnh hệ gì đến lúc đấy lại rối tung rồi mù lên. Bao tiền thế? Em cứ chọn đi. Ở đây tất cả mấy cây này đều đồng giá là 5 triệu đấy. Vậy hả? Cho em 2 cây này đi. Căng thế nhỉ? Mà... Cha, phải cha không? Anh Mạn. Là anh Mạn phải không? Phải cha, đúng cha rồi. Anh về từ khi nào thế? Anh về được mấy tháng rồi. Mà đi về tìm cha thì người dân người lại bảo cha lên thành phố lấy chồng rồi. Thế giờ anh chuyển sang ngày đi buôn à? Buôn bán gì đâu, Tết nhất kiếm được cái mối rủ ông anh thuê cái chỗ này đánh mấy cái cây để kiếm tí tiền ăn Tết mà. Thế bây giờ em làm gì, ở đâu? Em vừa từ Sài Gòn ra, tiện ngang qua đây chơi thăm vài người bạn nữa. Thôi dẹp đi, để anh nhờ thằng em trong quán, anh với em đi làm chén nha. Vâng, thế cũng được ạ. Đi. Em lấy chồng chưa? Mà mấy đứa rồi? Khiếp! Chưa cho người ta trả lời câu trước, đã rào câu sau rồi. Thì đằng nào chả thế. Mà nếu bây giờ em nói em chưa có chồng, anh có tin không? Anh đếch tiền, xinh đẹp lại tài giỏi như em, ngu mà ở vậy. Tưởng anh thế nào? Thôi, anh biết em vui tính rồi, uống nghe. Đúng là trái đất tròn nhỉ. Em còn không nghĩ sẽ gặp lại anh nữa cơ. Không biết đây có phải là trà mà tôi quen không nhỉ? Trà em thì ai? Mà em về cái làng phố này thăm ai à? À, em về thăm mấy đứa bạn cũ ấy mà. Mà kể ra cũng duyên đấy. Anh mà không đi buôn á, chắc gì đã lại gặp được em. Nợ nhau nhiều đấy. Nợ? Anh với em muốn nợ nhau nhiều lắm. Lên xe. Đâu? Anh rủ em đi uống nước mà. Anh đi đâu đấy? Lên xe, nhanh lên. Anh em đang đợi rồi. Lên. Đi. Ủa mày đoàn đông lắm, không bỏ được. Anh mà đi đua như này á, là em không có anh nữa đâu. Không gặp thì nhót, không đi thì ở nhà. Không. Ok. Này! Trời ơi! Ủa? Trời ơi! Anh bị làm sao vậy? Anh xin lỗi! Trời ơi! Anh làm cái quái gì đấy?
anh đâm chết người rồi. Cái gì? Là sao? Không, không phải thằng anh đâu. Cùng thằng Hổ nó rủ anh đi luôn. Anh không cố ý đâm chết người ta đâu. Anh Mạng, nghe em đi. Nếu anh ra đầu thú, anh chỉ đi tù vài năm thôi. Em ở nhà sẽ là anh mà. Tù á? Không có là. Anh Mạng, kìa. Rồi cuối cùng, anh cũng ra đầu thú. Nên được xử cho nhẹ án mà. Lúc đó em đã rất giận anh. Vì suy cho cùng, lời nói của em cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Rõ ràng người ta ra đầu thú tới thôi. Vậy mà em còn tưởng anh trốn sang biên giới rồi nữa. Trốn làm gì, lưới trời lồng lộng, có chạy vào mặn. Thôi uống đi, mừng ngày tái ngộ. Vô. Bất ngờ lắm sao? Em cũng trải qua nhiều sóng gió nha. Cũng đủ để trưởng thành hơn. Kể anh đi. Năm anh gây ra họa lớn, sóng gió cũng ập đến gia đình em. Bố em đổ bệnh mất sớm, để lại một khoản nợ khổng lồ. Một mình em phải làm đủ mọi thứ để trả hết số nợ đấy. Xong rồi em cũng bỏ học, lên thành phố kiếm sống, buôn ba khắp mọi nơi. Hóa ra sau những lần sóng gió, em lại đánh dấu lên người mình những hình xăm đúng không? Để xem về già em còn khổ đến đâu nữa. Vậy là em đã ly hôn? Đã cưới đâu mà ly hôn, toàn là ngang trái. Thực ra thì lần nào về quê em cũng hỏi thăm mọi người về anh đấy. Có người thì nói anh sắp về rồi, có người thì nói anh trốn trại phải ở thêm 5 năm, có người thì nói anh sắp lấy vợ rồi. Thế mà anh lại tưởng rằng em đã quên anh rồi đấy. Quên á? Nhưng cũng đáng quên lắm đấy. Thế em có vướng bận gì không? Nếu anh nói anh muốn cưới em làm vợ. Ai đồng ý mà cưới chứ. Anh nói thật đấy. À, để ngày mai anh mời anh chị anh sang đây để thưa chuyện, ra Tết chúng mình cưới nhá. Mạn ơi! Mạn ơi! Ôi giời! Tết nhất mà thằng này nó đi đâu rồi, nhà cửa vắng tanh vắng teo ấy nhở? Anh Tản à! Ui giời ơi! Làm cái gì đấy? Ôi! Đang giở tay em chặt con gà ấy mà! Ôi giời ơi! Lãi con gà mới qué! Nhưng mà đúng món anh thích! Thế sao anh sang đây một mình? Thế chị em với cả hai đứa đâu rồi? Chị chú về ngoại lễ Tết từ chiều hôm qua, chắc đến tối này mới về. Còn thằng Sơn với con em nó thì đi sắm đồ Tết cũng từ sáng đến giờ, đã thấy mặt mũi đâu. Còn đây là quà của thằng Sơn nó gửi cho chú. Nghe nói đâu công ty sữa quốc tế của nó năm nay thưởng to lắm. Còn đây là cành đào này, anh chặt cho chú cho nó có không khí Tết. Em cảm ơn nhá, anh chị chú đáo á. Có cái gì mà công trình phụ của chú chưa xong à? Chán lắm, Tết người ta xin nghỉ hết rồi, chắc là để ra Tết đấy mà. Hay là anh có lòng thì hoàn thiện giúp em, xong em cho anh khai trương đầu tiên luôn. Ôi giời, nhà anh bao nhiêu việc.
Em chào anh ạ. Anh chào em. Để em giới thiệu nhá. Thôi. Cái công trình phụ này thì anh làm được. Lại thích tím mắt rồi. Đây là Trà, bạn gái em. À. Đây là anh ta, anh trai anh ấy. Anh chào em. Chào anh. Khó khỉnh quá. Mà thôi, anh đi vào nhà uống nước đi. Em giở tay em chặt nốt con gà rồi xong anh em mình nhậu nhá. Anh vào nhà xơi nước nhá, để em xuống làm nốt đã. Thế thì anh vào cũng được vào. Thưa chuyện với anh, hôm trước em mới gặp lại Trà. Ở ngay đầu làng ấy. Thế nên là hôm nay em mới làm cái bữa cơm này. Cái thứ nhất ấy cũng là để cảm ơn anh chị tân trang cho em được cái cơ ngơi hơi ok đấy. Cái thứ hai là em cũng muốn thừa chuyện với anh chị luôn. Ok anh, để cho bác ăn cơm đã chứ. Thôi, chú không nói anh cũng biết. Nhưng mà đẹp đôi đấy. Thôi anh em mình lâng chén lên để chia tay một năm cũ nào. Em mời anh ạ. Yo. Mà cỗ Tết này em chỉ có thế này thôi nhá. Anh ra đây thông cảm nhé. Anh em với nhau mà chú nói như thế là anh không đồng ý tí nào đâu. Chú có nhớ ngày xưa bố mẹ còn sống không? Cái cỗ Tết thì cũng vẫn có bánh chưng xanh, thịt mỡ với dưa hành. Có cái gì đâu. Chuẩn luôn. Nhưng mà này, ngày xưa nó nghèo nhưng mà vẫn vui. Bây giờ nó đỡ vui hơn bao nhiêu rồi chú ạ. Nhưng mà vẫn nghèo. Ôi giời ơi. Mà hôm nay anh em mình phải say bí tỉ luôn nhá. Chả thế thì không à, mấy khi chị chú đi vắng. Uống đi em. Ôi, thôi, để anh. Anh làm cái chân. Uống rượu cho nó ngon. Bọn em từ ngày trước yêu nhau rồi. Nhưng mà cái vụ em đi chạy nên là nó lỡ dở mất. Trước chú lắm người yêu quá, đào hoa. Đến bây giờ anh chả nhớ ai là người yêu chú. Bóc phốt em. Đúng quá rồi còn gì nữa. Đúng cái gì mà đúng. Ngày xưa trẻ trâu mới thế thôi. Thôi em can đi, để anh nói chuyện. May là bọn em còn gặp lại nhau đấy. Em nghĩ đấy nó hai cái từ duyên phận đấy. Chả thế không à. Tiện đây thì chúng em có chén rượu. Để xin thưa với anh chị rằng là ra Tết bọn em muốn làm một cái đám cưới nhỏ nhỏ. Để hai đứa về với nhau cho danh chính ngôn thuận mà. Thế cơ à? Anh nghe là... À không, ý của anh là em chịu lấy cái thằng trời đánh thánh vật nhà anh á. Cái tính tình của nó thì cục xúc, liệu em có chịu được cái tính tình của nó không? Luống đi. Cục xúc của nó cũng tùy từng lúc mà thôi. Bọn em cũng yêu nhau được 2 năm trước khi anh Mạng đi tù. Vì còn thương nên em vẫn đợi anh ấy. Em mong là hai bác tắc thành cho chúng em ạ. Ôi dồi ôi, thế thì anh cũng ngộ hai tên chân hai tay luôn. Nó mà lấy vợ rồi thì nó mới chỉnh chu làm ăn được. Chứ cái lông bông như này làm được đồng nào nó xào hết đồng đấy. Ồ hay cái ông ấy. Thế thì vui quá. Nói đúng lại còn nói to. Phải biết sĩ diện cho thằng em nữa chứ. Thế sĩ có mài ra mà ăn được không? À này, thế hai đứa đã hỏi ý kiến bên nhà Trà chưa? Cưới xin nó phải đoàn hoàng tử tế, đầy đủ thủ tục đấy. Chả giấu gì bác. Nhà em bây giờ cũng chỉ có mỗi một mình em. Nên về phần thủ tục bác không phải lo đâu ạ. Khổ thân. Tí tuổi đầu mà bây giờ còn có mỗi một mình. Thôi thì Tết năm nay về đây ăn Tết với anh, với chị. Dạ, em cảm ơn bác ạ. Nhưng mà nhà của em bận rộn lắm. Chỉ tranh thủ được vài ngày thôi ạ. Thôi thì thế này nhá. Hai đứa thì cũng đã yêu thương nhau rồi. Mà nhà anh thì em cũng đã đến rồi đấy. Bố mẹ anh cũng đã mất rồi. Thì bây giờ thì chỉ làm vài mâm để mà chung vui với hàng xóm thôi. Còn đâu cái ngày giờ mà hai đứa về với nhau á, thì hai đứa tự chốt. Nhá. Vui quá, nhất trí. Thế cảm ơn anh. Ok. Uống đi. Ăn đi, ăn đi chú ơi. Cô ăn đi. Vâng ạ. Dạ, em mời bác ạ. Anh đi. Alo. À, chị ơi, em không ở nhà đâu ạ. Để hôm nữa nhá. Vâng.
làm sao đấy? Rượu nhà chú nặng quá, uống vài chén mà say quá. Anh Mạn bảo bác uống tốt lắm cơ mà. Bác cứ dùng tự nhiên đi. Cô ăn đi. Em ăn đi. Trời ơi, anh trai tôi có tuổi rồi. Ý là chê anh không uống được cái gì. Được gì nữa. Chót vào đây. Được à? Vô. Chú Mạn đâu? Chú Mạn đâu? Anh gọi em à? Ra ngay đây tôi bảo ngươi này. Có chuyện gì với anh? Chú đã tìm hiểu kỹ chuyện cô Trà chưa? Em tìm hiểu kỹ rồi. Thế có chuyện gì? Ôi dồi ôi, không được. Sao? Nhưng mà như nào mà không được? Anh nói rõ ràng xem nào. Tôi vừa nhìn thấy cái màn hình điện thoại của cô Trà, cô ấy xăm kín cả người. Ui giời ơi, có thế thôi mà cũng phải kêu, cái thời buổi bao giờ rồi. Đây, em trai anh đây này, em trai anh đây này. Tôi không đồng ý. Đàn ông thì có thể thế nào cũng được, nhưng phụ nữ mà xăm kín cả người thế thì không thế này cũng thế lọ. Không phải gái giang hồ thì cũng là đầu trộm đuôi cướp, không phải dạng vừa đâu, mà là dạng quá to, chú hiểu chưa? Trời ơi, cô ấy là người đàng hoàng tử tế. Bố mẹ mất rồi, chứ bố mẹ mà còn sống, bố mẹ cũng không bao giờ đồng ý chuyện này. Thôi chú đi vào đi, cho nó ăn xong thì cho nó lướt. Anh Tám, anh say rồi. Say cái gì mà say, tôi vô cùng tỉnh táo chú biết không? Em chào hai anh ạ. Ôi Tám, vừa lòng anh chưa? Đúng là miếng ăn là miếng nhục. Tán. Ôi, dã quỷ à? Sao có chuyện gì mà bác to tiếng thế ạ? Ôi dồi ôi, khổ quá đấy. Chú Mạn đưa bạn gái về ra mắt để xin sang năm cưới. Có ai ngờ đưa nhau đi hết đường đấy rồi. Ô, nếu mà như thế thì là chuyện vui, chứ sao lại to tiếng thế ạ? Ôi dồi ôi, tưởng con bé đấy thế nào, hóa ra nó xăm kín mít hết người. Chắc là chả ra gì đâu. Bác khuyên thằng Mạn mà nó lại sừng cổ lên với bác. Thế bác khuyên chú Mạn thế nào ạ? Mà xăm chỗ thì có làm sao đâu hả bác? Ui giời, lại được cả cháu nữa. Con gái ngoan hiền mà tử tế là không ai người ta xăm chỗ đâu. Kìa bác, tuy là cháu chưa gặp cô ấy, nhưng mà nếu chú Mạn đã chọn, cháu nghĩ là phù hợp thôi ạ. Mà xăm chỗ cũng không nói lên tính cách một con người được đâu ạ. Không, ai xăm chỗ thì bác không biết, nhưng mà riêng dâu con nhà này thì không được, hoàn toàn không được. Thế bác cho cháu hỏi là xăm chỗ thì làm sao ạ? Xăm chỗ thì như bác nói rồi đấy, hiền lành tử tế thì không ai xăm chỗ cả. Nhưng mà bác Tản, cháu nói cái này bác đừng giận nhá. Cháu nói đi. Bác cũng có một hình xăm ở tay ấy ạ. Chẳng lẽ Đây là thời băng nông nổi. Đấy, bác thấy chưa? Có thể cô ấy cũng trải qua những thăng trầm và biến cố trong cuộc sống nên mới như vậy. Mà bác, giới trẻ bây giờ coi xăm hình là một môn nghệ thuật đấy ạ. Thế á? Vâng. Chết thật cháu ạ. Chắc là do rượu nặng quá lên được. Bác cứ làm quá cái vấn đề lên. Dạ vâng. Thôi bây giờ bác về nhà nghỉ đi, để cháu chạy theo tìm cô chú xem sao ạ. Thì cháu giúp bác tí, bác thấy ấy nấy quá. Dạ vâng ạ, chào bác. Đúng là rượu mới trẻ. Từ giờ tao thề tao không bao giờ uống rượu nữa. Trà ơi, đợi anh nữa. Trà ơi, Trà ơi, Trà, em nghe anh nói đã.
Ông ấy say rồi, chấp làm gì? Anh đi về đi. Cha, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Cuộc đời của anh với em đã trải qua rất nhiều những thứ đau khổ rồi. Anh đã chọn em, thì em không cần phải quan tâm đến những người khác nữa đâu. Ở lại với anh, ra riêng anh với em đi nơi khác. Đúng ra mình không nên gặp lại. Hãy để lại trong nhau những kỷ niệm đẹp nhất. Cha, nghe anh nói đã. Nếu em quyết định đi thì anh đi với em. Ở làng này anh chẳng còn cái đếch gì níu kéo nữa rồi. Cô Trà, chú Mạn, cô nghe cháu nói đó. Mày về đi, không phải việc của mày. Kìa chú, cháu biết hết mọi chuyện rồi ạ. Khi nãy bác Tản có hơi quá lời, bác cũng nhận ra cái sai của mình rồi. Bác ấy đang đợi cô chú về để xin lỗi đấy ạ. Bác ý uống hơi quá chén nên là không làm chủ được lời nói của mình ạ. Em thấy chưa, ông ấy say rượu ấy mà, chấp làm gì? Dạ, đúng rồi đấy cô ạ. Nếu mà cô đã dành cả thanh xuân để cho chú Mạn thì cô ở lại cô nhá. Em ở lại nhá. Ở lại ăn Tết với anh. Em... Còn em gì nữa?